nhiên là theo danh sách mà đăng ký đóng tiền đó thì tôi thu được tới hơn 400 anh chị học viên. Các bạn bên Alo. Tôi thấy cái rất là nhiều cái thắc mắc ở trên bên kênh Xin chào các bạn, có thể Zalo. thắc mắc nào có chuột phá hoại chủ quyền chuột sinh. Tôi phải tắt tiếng cái thiết bị này chứ không là nó sẽ ảnh hưởng tới lớp học chúng ta. Tôi xin nhắc lại là các anh chị bên YouTube á, hay là bên Zalo cũng vậy, thì hiện giờ bên YouTube nó đã có tiếng rồi đó, không phải là không có đâu. Tôi mở bên kênh YouTube tôi đã nghe tiếng, còn các anh chị ở bên đó là họ hoặc là họ chưa mở tiếng hoặc là họ chưa kết nối âm thanh. Do vậy tôi đề nghị các anh chị nào, các anh chị bên ban tổ chức á, sẽ thông báo lên trên Zalo là mọi người muốn nghe được âm thanh thì phải kết nối âm thanh. Còn cái kênh YouTube mà tôi đang mở thử này cũng đã có tiếng rồi, chứ không phải là do bên kỹ thuật mà làm cho các bạn không nghe được đâu. Nên là các anh chị cố gắng. Vâng, bây giờ là 13 giờ thì có lẽ là chương trình chúng ta sẽ xin được phép bắt đầu. Xin kính chào các anh chị học viên. Rất vui mừng chào đón các anh chị đến tham dự chương trình cập nhật kiến thức và kỹ năng. Chương trình do Chi hội Dược Nhà thuốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Kính thưa quý vị, chương trình chúng ta là một chương trình đang được phát online trên hai nền tảng. Thứ nhất là chúng ta đang phát trên Zoom, nền tảng Zoom. Thứ hai là chúng ta phát song song với trên nền tảng YouTube. Và các anh chị sẽ lớp học chúng ta sẽ tiến hành trong 3 ngày. Các anh chị muốn có CME thì các anh chị phải đóng một cái khoản lệ phí là 530.000. Sau đó các anh chị tham gia đủ 3 buổi học. Cuối 3 buổi học các anh chị sẽ phải làm một bài kiểm tra. Và nếu các anh chị làm đạt trên điểm trung bình thì các anh chị sẽ được nhận CME. Còn các anh chị nhà thuốc mà muốn nghe chỉ để nghe thu thập kiến thức và thông tin thôi thì các anh chị không được nghe miễn phí cả trên hai nền tảng. Và trên YouTube thì sau này các anh chị có thể nghe lại được bài giảng của cái buổi học cho từng buổi học, và mỗi một buổi học thì sẽ có một cái đường link YouTube riêng biệt. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu dược sĩ Nguyễn Thị Kim Anh là phó chủ tịch của Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Chi hội Dược nhà thuốc Thành phố Hồ Chí Minh. Chị sẽ có vài lời phát biểu khai mạc với lớp học chúng ta. Xin mời dược sĩ Kim Anh. Xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị giảng viên kính mến. Kính thưa quý dược sĩ, học viên. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là dược sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, hiện là Phó Chủ tịch Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Chủ tịch Chi hội Dược nhà thuốc Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh và Chi hội Dược nhà thuốc Thành phố Hồ Chí Minh và nhân danh cá nhân, xin nhiệt liệt chúc mừng khai giảng lớp học online cập nhật kiến thức liên tục dược với 6 chuyên đề 12 tiết. Ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 3 năm 2023 có kiểm tra đạt cuối kỳ và cấp chứng chỉ CME. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, CME là tên viết tắt của việc đào tạo y khoa liên tục, nhằm đề cập đến một hình thức giáo dục thường xuyên và bao gồm các loại hình hoạt động về giáo dục, giúp những người làm việc trong lĩnh vực y tế, bao gồm cả CME y và CME dược, duy trì, phát triển, cập nhật và nâng cao kiến thức mới,
Kỹ năng hiệu suất nghề nghiệp cho bác sĩ và dược sĩ đang hành nghề trong lĩnh vực y dược. Steamer dược được quy định bắt buộc có trong luật dược bổ sung vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, điều số 31. Bộ Y tế có thông tư hướng dẫn với thời lượng quy định trong 3 năm hành nghề. Một dược sĩ phải đảm bảo 12 tiết học CMR. Một dược sĩ đại học muốn được gia học chứng chỉ hành nghề hay tái thẩm định GPB. Thực hành tốt nhà thuốc phải có đủ chứng chỉ CMR trong thành phần hồ sơ. Công văn số 860-860 Sở Y tế Nghiệp vụ Dược ngày 10 tháng 2 năm 2023 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo quyết liệt về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược liên quan đến quy định thời gian cập nhật kiến thức chuyên môn và hành nghề dược theo luật dược là một minh chứng. Hiện nay, việc đào tạo CMR tại Thành phố Hồ Chí Minh do Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh là một địa chỉ đáng tin cậy trực tiếp tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ CMR. Hồ sơ học viên đầu vào và theo học CMR được làm đúng theo mẫu biểu quy định và có lưu trữ hồ sơ đào tạo. Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy chế quy trình đào tạo CMR để đảm bảo chắc chắn rằng đúng đối tượng theo học, có học thì có thi, người thật việc thật, có điểm danh đầu vào và cuối, thi đạt thì được cấp chứng chỉ CMR và ngược lại. Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo sát sao cho ban đào tạo trực thuộc chống mọi biểu hiện tiêu cực trong việc cấp chứng chỉ CMR. Kính thưa quý vị, trong thành công của một khóa học CMR thì ngoài các công việc chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của ban đào tạo Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh thì rất quan trọng có liên quan mật thiết đến đội ngũ giảng viên. Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh luôn hợp tác với đội ngũ những người thầy có tâm, có tài trong đào tạo CMR. Họ là những bác sĩ, dược sĩ tài giỏi từ những bệnh viện lớn, có uy tín, có kinh nghiệm dược, lâm sàng và nhiều học hàm, học vị vẻ vang xứng đáng. Họ có thể là những giáo sư đáng kính giảng dạy ở các trường đại học trong lĩnh vực y dược hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh cùng với kỹ năng sư phạm có chất lượng. Trong buổi khai giảng lớp học online 12 tiết cập nhật kiến thức kỹ năng khung giờ từ 13 đến 16 giờ của ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 3 năm 2023 do Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thay mặt Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân cá nhân, tôi nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn ban giảng viên gồm 5 quý thầy tài danh. 1. Thạc sĩ dược sĩ Trần Thị Thu Thủy đến từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Hùng đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Thạc sĩ bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh đến từ Bệnh viện Hùng Vương. 4. Dược sĩ Huỳnh Ngọc Dương đến từ Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Tiến sĩ dược sĩ Võ Văn Bảy đến từ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Kính thưa quý học viên, CMR cần thiết, rất thiết thực và là quy định nhà nước bắt buộc với cán bộ và nhân viên y tế đang hành nghề. Thời gian học một chuyên đề CMR thường rất ngắn, lại có kiểm tra cuối kỳ, mà lại học theo phương thức trực tuyến online, cho nên tương tác thầy trò có ít nhiều hạn chế. Do đó, tôi rất mong rằng các học viên hãy tự giác học tập nghiêm túc, tập trung lắng nghe, không bỏ tiết để hiểu bài, để cuối khóa thi đạt và đạt điểm cao để được cấp chứng chỉ CMR. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi chính thức tuyên bố khai giảng lớp học CMR của chúng ta hôm nay ngày 7 tháng 3 tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, buổi học đầu tiên. Một lần nữa, chúc sức khỏe và thành công tới toàn thể quý vị. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn dược sĩ Nguyễn Thị Kim Anh với phần phát biểu khai mạc. Và bây giờ thì để không mất thời giờ của quý vị nữa, chúng ta sẽ đi tiếp vào cái chương trình làm việc của cái
Đấy. À, xin lỗi quý vị là do cái đường truyền mà tôi lại bị out ra ngoài, bây giờ tôi mới quay trở lại được. Tôi xin chia sẻ lại cái chương trình làm việc của chúng ta trong mấy ngày tới. Rồi quý vị chờ tôi vài giây nha. Trong thời gian gần đây thì cái đường truyền, cái cáp tuyến cáp quang của chúng ta nó bị hỏng. Do vậy là cái việc truyền dữ liệu trong các chương trình là rất vất vả. Anh chị chờ tôi một xíu. Rồi mọi người đã nhìn thấy hình ảnh chưa ạ? Vâng, trong thời gian gần đây thì cái tuyến cáp quang nó bị trục trặc, cho nên là cái đường truyền của các chương trình học trên trực tuyến thì nó đều đang gặp rất là nhiều khó khăn. Rồi các anh chị chờ tôi một xíu. Tôi sẽ xem lại cái chương trình học của chúng ta. Chưa thấy. Vâng vâng mọi người chờ tôi chút xíu ạ. Để tôi xem lại cái màn hình. Hiện giờ tôi đang không thể thôi để cho nó đơn giản thì tôi xin giới thiệu miệng trước đi, rồi lát nữa trong giờ giải lao tôi sẽ giới thiệu lại cái lịch làm việc của chúng ta trong 3 ngày. Trong buổi sáng, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai phần chia sẻ. Phần thứ nhất đó là tư vấn cái sử dụng thuốc hạ huyết áp tại nhà thuốc như thế nào cho nó hiệu quả. Phần này sẽ được chia sẻ bởi tiến sĩ dược sĩ Võ Văn Bảy, một chuyên gia đến từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, và anh cũng đã có rất là nhiều năm làm dược lâm sàng tại Bệnh viện Thống Nhất. Trong phần 2 của chương trình thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái đề tài tư vấn về loãng xương và tăng trưởng chiều cao tại nhà thuốc làm sao cho nó hiệu quả. Và để mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ dược sĩ Võ Văn Bảy. Mời anh chia sẻ cái đề tài đó là tư vấn sử dụng thuốc huyết áp tại nhà thuốc. Xin mời tiến sĩ Bảy ạ. Alo. Nhờ các bạn rồi anh chờ tôi chút xíu. Bạn anh Bảy làm ơn đưa tay lên cho tôi thấy cái thiết bị của anh để tôi cho lại cái quyền call hot. Bạn Long cho tiến sĩ Bảy lại cái quyền call hot đi, thầy Bảy bị mất cái quyền call hot rồi. Dạ rồi thầy. Như giờ đúng không thầy?
Em thấy có cái vỏ lăn Đúng rồi, đúng rồi. rồi, mời thầy bảy Chào tất cả các anh chị. Hôm nay tôi xin phép chia sẻ các anh chị về chủ đề là sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp. Nội dung các anh chị gồm có các phần tổng quan, rồi bệnh học và các nhóm thuốc điều trị và một số lưu ý. Thì tôi xin lướt qua cho các phần này nhé. Về cái khái niệm điều trị tăng, khái niệm gì tăng huyết áp thì Bộ Y tế cũng đã có cái định nghĩa, tôi sẽ lướt qua nha mấy anh chị, mấy cái phần này thì lướt qua thôi. Về các nguyên nhân tăng huyết áp thì mấy anh chị cũng biết rồi, tức là khoảng 92 đến 94% là vô căn, tức là không có căn cứ. Phần còn lại là có căn cứ, gồm các nguyên nhân như là động mạch lớn, bệnh thận, những nguyên nhân nội tiết hay là tăng huyết áp thai kỳ, và hoặc do tăng huyết áp do thuốc hoặc là độc chất, thì những nguyên nhân này nếu mà kiểm soát được thì là ổn. Về cái phân độ tăng huyết áp theo YHK 2020 ấy, thì các phân độ này cũng như là các cái phân độ trước đây mấy anh chị, thì mấy anh chị lưu ý là các huyết áp tăng huyết áp tâm thu đơn độc, tức là những trường hợp mà mình cần lưu tâm là các huyết áp mà tâm thu lớn hơn 140 và tâm trương nhỏ hơn 90, và các cái phân độ khác thì cũng như trước đây ha. Về yếu tố nguy cơ tim mạch và biến chứng và tổn thương cơ ung tích thì mình cần lưu ý, để mình nó có liên quan quá trình điều trị thuốc ha. Về các yếu tố nguy cơ tim mạch thì có tăng huyết áp nè, rối loạn lipid huyết nè, và tiểu đường hay là anemia niệu ha. Hoặc là độ lọc cầu thận nhỏ hơn 60 lít trên phút, hoặc là tuổi ha, và tiền sử gia đình, hoặc là cái BMI, hoặc là hút thuốc lá, hay là uống rượu bia, đặc biệt là hoạt động thể lực, stress. Đây là những yếu tố nguy cơ thì chắc mấy chị cũng đã biết hết rồi. Tuy nhiên thì trong quá trình đánh giá cái nguy cơ tim mạch để mà dùng thuốc á, và mức giá mục tiêu thì mình dựa vào cái những cái yếu tố nguy cơ tim mạch này. Ngoài ra còn có dựa vào cái biến chứng tăng huyết áp, biến chứng do tăng huyết áp gây ra mà gây tổn thương cơ ung tích như là đột quỵ này mấy anh chị ha, biến chứng mạch máu lớn như là đột quỵ nhồi máu cơ tim ha, và biến chứng mạch máu nhỏ như là bị suy thận ha, hoặc là giống mạch mắt ha. Và các cái biến chứng khác như đột tin nhiều đó mấy anh chị tham qua thôi, tham khảo qua. Về các xét nghiệm thì cũng ba cái loại xét nghiệm thường quy đó mấy anh chị, đó là xét nghiệm sinh hóa huyết học ha, rồi các bộ mỡ máu nè, lipid, và chủ yếu là LDL các anh chị, và các cái phân tích nước tiểu và xét máu khác, hoặc là các điều kiện thì nên xem tim, hoạt động mạch cảnh là cần thiết. Thì mấy anh chị biết một số trường hợp mà điều trị tăng huyết áp thì lúc thì tăng, lúc thì giảm, hoặc là xác định không đúng, thì tốt nhất là bệnh nhân nên đeo cái Holter 24 giờ. Thì có khi là những trường hợp tăng huyết áp do áo tròn trắng hay dẫn đến là không kiểm soát được, cho nên mình cứ đo đeo 24 giờ thì nó xác định đúng cái nguyên nhân tăng huyết áp, xác định đúng cái mức huyết áp để mà mình có cái hướng điều trị tích cực ha. Và các cái xét nghiệm để tìm biến chứng nha mấy anh chị, cái này thì cũng ít dùng ha. Và cái phần tầng nguy cơ tim mạch mấy anh chị thì dựa vào cái yếu tố nguy cơ ha, dựa vào yếu tố nguy cơ và tổn thương cơ ung tích, thì đa số các trường hợp là nếu mà có tổn thương cơ ung tích rồi đó là nguy cơ cao hết ha. Hoặc là những trường hợp tăng huyết áp mà cỡ chừng 160 ở tâm thu rồi lớn hơn 160 ha, tâm trương lớn hơn 100 là nguy cơ cao. Thì dựa vào cái phân tầng nguy cơ này mà mình cần xác định là cái ngưỡng mục tiêu mình cần đưa về. Về điều trị tăng huyết áp thì mục tiêu điều trị là cái gì, rồi cái nguyên tắc thì như thế nào, và điều trị không dùng thuốc
Tức là chúng ta phải phối hợp cả cái điều trị lối sống, tức là không dùng thuốc ha, và thuốc nữa ha, và các chiến lược điều trị thì như thế nào ha. Thì lâu nay thì mấy anh chị bán nhà thuốc thì có một số chiến lược để tôi cập nhật cho mấy anh chị. Vì mục tiêu của điều trị tăng áp là chúng ta đưa vào các mục tiêu ha. Mục tiêu thì cái mục tiêu này, một lát nữa thì mình sẽ gặp cái phần cuối cùng là các cái đối tượng mà thường gặp ha. Về điều trị phải lâu dài và suốt đời, khi đạt được các mục tiêu rồi thì tìm cái liệu duy trì ha. Nhưng mà cái biện pháp không dùng thuốc thì phải tuân thủ suốt đời ha. Thứ hai là vấn đề về giáo dục sức khỏe, đây là biện pháp hết sức cần thiết giúp cho bệnh nhân tuân thủ và không bỏ trị ha. Thì mấy anh chị biết thì cái tỷ lệ mà kiểm soát được các mục tiêu thì còn rất là thấp, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới ha. Cho nên là cái giáo dục sức khỏe và tuân thủ và tiếp tục điều trị ha. Về vấn đề không hạ huyết áp xuống quá nhanh ha, trừ những trường hợp là cơn tăng huyết áp cấp cứu ha, hoặc là tăng huyết áp ác tính thôi. Phải chọn thuốc tùy cá thể ha, tùy bệnh lý kèm theo, tùy cơ địa bệnh nhân ha, chứ không phải là trường hợp nào cũng giống như vậy đâu vậy đâu ha. Tức là có những trường hợp là bệnh nhân tăng huyết áp mà do ăn mặn ha, thì phải dùng cái thuốc mà là tiểu thiazid thì là hiệu quả. Còn những bệnh nhân mà cứ hồi hộp hồi hộp thì mình dùng cái thuốc nào ha, dù là chẳng beta là hiệu quả ha. Rồi về nguyên tắc điều trị mấy anh chị, thì tăng huyết áp là bệnh mãn tính, cần theo dõi điều trị đúng đúng và đủ thuốc ha, và điều trị lâu dài ha, và cần đưa huyết áp về các mục tiêu ha, giảm tối đa nguy cơ tim mạch. Tức là mỗi một cái nhóm bệnh nhân ha, có gì nó buộc thì chúng ta phải đưa gì các mục tiêu. Ví dụ như đái tháo đường type 2 ha, thì cái mục tiêu là 13-8 ha, hoặc là bệnh thận mạng cũng vậy ha. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà cao tuổi, ví dụ như 80 rồi thì và tiểu đường, thì thuốc áp mục tiêu nó cũng có thể là nó nới hơn so với bệnh nhân trẻ tuổi ha. Nói chung là cái phần này tôi sẽ nói ở phần cuối cùng đấy. Huyết áp mục tiêu là cần đạt được ví dụ như 14-9 đi ha, hoặc thấp hơn nữa nếu bệnh nhân có thể dùng nạp đường. Và cái khi điều trị đạt được các mục tiêu rồi thì cần tiếp tục duy trì cái phác đồ điều trị lâu dài ha, kèm theo cái việc theo dõi chặt chẽ định kỳ để điều chỉnh kịp thời ha. Rồi xin tiếp qua tiếp mấy chị về điều trị không dùng thuốc nha mấy chị, thì có cái bốn giảm ha, giảm mặn ha. Nếu mà bệnh nhân mà tăng huyết áp mà có thói quen mặn ha, thì phải nên giảm mặn, tức là nhỏ hơn 5 gram muối ăn trên ngày ha, và giảm rượu ha, nếu bệnh nhân uống nhiều rượu, hoặc là giảm cân nếu bệnh nhân thừa cân ha, và giảm stress nữa đó. Thì ít có bệnh nhân nào mà có bốn cái yếu tố này trong cùng một cơ thể ha. Cho nên là nếu mình bệnh nhân mà nó có bệnh nhân vừa ăn mặn ha, vừa giảm vừa béo phì hoặc là stress, thì ba cái này thì mình giảm ba cái cùng lúc thì được, thì rất là tốt ha. Mỗi một cái biện pháp như thế mấy anh chị thì nó giảm tầm 5 mm thủy ngân thôi ha. Và còn tăng là cái tăng cái gì mấy anh chị? Tăng vận động thể lực ha, vận động thể dục thì mỗi ngày khoảng 30 phút ha. Đó, tức là bốn giảm một tăng thì nó giúp đạt được huyết áp mục tiêu hơn. Ví dụ như nếu mà một bệnh nhân mà có ba bốn cái yếu tố như thế này thì nó có thể giảm được 20 mm thủy ngân rồi, không cần phải dùng thuốc ha. Ở về cái chiến lược điều trị tăng huyết áp mấy anh chị thì hiện nay mấy anh chị thấy là các bác sĩ sao kê đơn các phát thuốc bảo hiểm y tế và các cái phòng khám, thì mấy anh chị thấy không, là chiến lược phối hợp thuốc cố định liều thấp để thừa hưởng tất cả các cái ưu điểm từ các cái nhóm thuốc khác nhau. Mấy anh chị biết rằng nếu mà tăng liều thì sao, khả năng là tăng tác dụng phụ ha, nhưng mà có thể không tăng hiệu quả điều trị ha, hoặc tăng ít thôi. Ví dụ như mấy chị dùng đờ tiểu đi, đờ tiểu thiazid thì sao, chỉ có nếu mà mình dùng cái liều một một lần trong ngày thôi ha, thì cái hiệu quả nó như vậy. Nhưng mà tăng liều lên thì sao, huyết áp cũng không hạ nữa đâu ha. Và thậm chí có thể tăng mất rối loạn điện giải ha, rối loạn mà chủ yếu là mất 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 kali ha. Và beta blocker cũng vậy mấy chị ha. Thuốc chặn beta thì mấy chị cũng thấy rằng là bác sĩ thích xài liều thấp thôi
Tại vì beta thì nó có hai cụ thể, beta 1 là ở tim, beta 2 là ở phế quản ha, và ở tử cung nữa. Cho nên là sao, khi mà tăng liều thì có thể mất tác dụng chọn lọc ở beta 1, có thể tác dụng ở beta 2 mà gây co thắt phế quản, bệnh nhân khó chịu, khó thở ha. Cho nên là mấy anh chị sẽ thấy bác sĩ, hoặc là ức chế canxi đi, ức chế canxi nếu mà anh chị thấy bệnh nhân mà xài amlo hoặc là liver ở liều thấp thì bình thường, nếu mà tăng amlo liều 10, thỉnh thoảng thì cái tần suất bệnh nhân bị phù nhiều hơn đó, cho nên là giảm liều là hết. Cho nên là sao, chiến lược phối hợp thuốc cố định liều thấp, được chưa, đấy, để hưởng lợi từ tất cả các nhóm thuốc đó. Còn cái dòng cuối cùng anh chị thấy không, tức là giữa cái mang chuyển và ở ký thực thể thì không bao giờ phối hợp, tức là không khuyến cáo nha, tại vì hai cái này cùng cơ chế đó. Đó là cái chiến lược mà điều trị tăng huyết áp hiện nay mấy anh chị. Thì cái dòng đầu tiên mấy anh chị thấy không, tức là giữa các cái nhóm thuốc nè, thì trong đó antiacid ức chế mang chuyển, ức chế thụ thể beta với chi là cái thuốc mà điều trị chính ha. Còn cái furosemide thì furosemide và cái spironolactone là dành cho trường hợp suy thận và suy tim ha. Còn điều kiện bình thường thì ít dùng, nếu dùng cái tiền thuốc nó còn mắc mắc hơn cái tiền mà xét nghiệm, siêu thổi rẻ hơn cái tiền xét nghiệm nữa. Lý do là dùng dùng thuốc thì mất, là tiểu furosemide thì mất kali, mà mất kali thì bệnh nhân là loạn nhịp mệt ha. Cho nên là cái tiền xét nghiệm còn nhiều tiền hơn tiền thuốc gấp mấy lần đó. Cho nên là mấy chị sẽ không thấy dùng furosemide ở những bệnh nhân mà không có suy tim hoặc không có suy thận. Còn tuy nhiên trên thị trường mấy chị có thấy những thuốc mà phối hợp lợi tiểu với nhau là furosemide cộng với một cái spironolactone á, hai cái phối hợp đó là được, tức là một cái viên, một cái lợi tiểu là thải kali, một cái là giữ kali, hai cái nó quân bình lại ha, cũng tương đối ổn. Thì cái đó chủ yếu dùng trong bệnh nhân suy tim thôi mấy anh chị ha. Rồi mình sang cái phần thứ ba nghe mấy anh chị, đấy là cái thuốc điều trị tăng huyết áp. Thì tôi sẽ nói về cái nguyên tắc sử dụng thuốc trong cái điều trị tăng huyết áp cho mấy anh chị ha. Thì cái lợi ích cơ bản của liệu pháp điều trị tăng huyết áp là do bản thân sự cái hạ áp đem lại thôi nha. Thì cái năm nhóm thuốc điều trị cơ bản đó là thiazid nè, chặn canxi, ức chế mang chuyển, ức chế thụ thể và chặn beta giao cảm nha. Thì đều có thể được lựa chọn để khởi trị nha, hoặc là duy trì, hoặc là đơn độc, hoặc phối hợp. Đặc biệt là beta giao cảm thì với thiazid thì mấy chị biết rồi, hai cái này là hai cái này phối hợp với nhau thì sao, nó có thể là gì, nó dẫn đến là một số cái liên quan đến vấn đề rối loạn chuyển hóa ha, chuyển hóa đường với mỡ ha. Tuy nhiên trong trường hợp cần thiết thì vẫn có thể dùng đấy, hoặc là có thể hoặc bệnh nhân có nguy cơ tiểu đường đó mấy chị nha. Rồi về nguyên tắc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp thì mấy chị về chọn thuốc phụ thuộc vào cái gì, và kinh nghiệm sử dụng ha, kinh nghiệm sử dụng của bác sĩ ha, trên cái bệnh nhân đó cho thấy là phù hợp hay không phù hợp ha, và tác dụng đặc hiệu của nó ha, tình cái nguy cơ tim mạch của bệnh nhân ha, và sự có mặt của tổn thương cơ quan đít. Nếu mà bệnh nhân bị tổn thương cơ quan đít, ví dụ như là sao anh chị, đột quỵ rồi thì sao, thì phải uống thuốc để ngăn ngừa đột quỵ tái phát ha, tức là mình phải dùng cái kim chuyển hoặc là tiểu thiazid, hoặc là những bệnh nhân mà đã tái thác đường thì bác sĩ sẽ chỉ định cái gì, bắt buộc là gì, là ức chế vận chuyển hoặc là ức chế thụ thể ha, để mà ngăn ngừa cái tiến triển suy thận về lâu dài ha. Tức là sự có mặt của tổn thương cơ quan đít ha. Rồi cái đến là một số cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân có thể là làm hạn chế sử dụng một số nhóm thuốc khác, ví dụ những bệnh nhân mà bây giờ tăng huyết áp mà suy thận thì sao mấy chị, tăng huyết áp mà chức năng thận giảm dưới 30 lít trên phút thì phải hạn chế nhiều nhóm thuốc rồi ha. Khi thận nặng đó thì chỉ dùng được các cái ức chế canxi là nicardipine, amlodipine, pilodipine, hoặc là cái thuốc mà furosemide ha, hoặc là cái thuốc mà metoniba, nó vậy thôi ha. Rồi hoặc là tương tác với các thuốc đang dùng ha. Khi dùng thì khi chọn các thuốc chống tăng huyết áp thì cũng phải xem tương tác với các thuốc đang dùng mấy anh chị ha. Ví dụ như là gì,
ví dụ như ức chế men chuyển thì hoặc ức chế cơ thể nó khả năng là giữ kali đúng không? Tuy nhiên mà nếu mà dùng cái spironolactone á là còn giữ kali nữa thì dẫn đến là sao mấy chị? Nó khả năng là tăng kali thế thôi nha. Và giá thành của thuốc nữa, đây là một cái hết sức quan trọng nha. Thì nó phải phải phù hợp với cái khả năng chi trả của bên nhân nha. Rồi. Và khi trong về nguyên tắc sử dụng anh chị thì phải lưu ý đến tác dụng không mong muốn của thuốc, vì đây là yếu tố dẫn đến là bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Ví dụ như là ức chế men chuyển thì có tỷ lệ ho khan nhất định anh chị, nhưng mà nếu mà ho thì chỉ đổi sang ức chế thụ thể thôi, chứ còn mà đổi các thuốc trong nhóm thì cũng có ăn thua gì. Còn chuyện canxi thì anh chị biết rồi, dùng amlodipine mà nhóm chọn lọc nhóm thôi nhóm ngoại vi thì amlodipine, nifedipine, chlorodipine thì sao mấy chị? Nó giãn mạch, nó giãn động mạch, tiểu động mạch, chứ nó không giãn tĩnh mạch. Đi dẫn đến là sao nó phù, nó phù. Thế nên dùng liều thấp thôi, hay liều cao nó có thể là phù. Miễn liều cao phù thì mình giảm xuống liều thấp thôi mấy chị. Nhóm ức chế canxi nó hiện lành, khá hiện lành rồi đó. Nha. Rồi cần duy trì tác dụng hạ áp suốt 24 giờ. Đấy, tức là mấy chị biết không? Bây giờ bác sĩ sẽ chọn những thuốc có cái half-life dài, dùng một lần trong ngày để bệnh nhân tuân thủ mà kiểm soát huyết áp suốt 24 giờ. Cho nên là thường dùng các dạng kéo dài, ví dụ Vita hay là Sustenic Relief nè, SE đó, rồi Modified Relief đó mấy chị. Thì hiện nay mấy chị, trong tất cả các thuốc đường uống, mình thấy chỉ có hai cái thuốc có half-life ngắn thôi mà dùng trong cấp cứu cơn tăng huyết áp, đó là gì mấy chị? Là Captopril. Thứ hai là nifedipine 10 mg, được chưa? Hai cái thuốc này là thuốc cấp cứu huyết áp được uống ha, mà ở nhà thuốc để cấp cứu bệnh nhân quá tuyệt vời ha. Đó, cho nên trong cấp cứu thì hai cái thuốc này là phải dùng 2 hoặc 3 lần trong ngày, mà thường là để cấp cứu để ngậm một viên mấy chị. Mỗi một viên như thế là sao mấy chị? Nó chỉ giảm tầm 10 thôi, 10 mg tiền ngân thôi ha. Và sau khi bệnh nhân đã cấp cứu ổn rồi thì nên đi đến bệnh viện để kiểm tra nhé, để các vấn đề tiếp theo đó. Đó thì như vậy là sao, chỉ có hai cái thuốc thôi mình yên tâm rồi. Cái hai thuốc Captopril là 25 và nifedipine 10 nha. 20 là không đúng, nhưng mấy chị 20 và 30 là tác dụng kéo dài thì không có dùng trong cấp cứu đó. Thì mấy anh chị làm bệnh viện thì cũng phải dự trù hai cái thuốc cấp cứu này để bác sĩ dùng đó. Còn khi nào mà vấn đề mà truyền cái thuốc mà cấp cứu mà tăng huyết áp nữa, đó là một cái thuốc trong bệnh viện trong trường hợp bệnh nhân bị hôn mê đang mổ đó, phẫu thuật đó, thì đó là Losen, tức là nicardipine. Thì hoặc là những trường hợp bệnh nhân mà có thể dùng trong bệnh viện để tiêm, đó cũng là nicardipine đó. Ngoài ra thì ở bệnh nhà thuốc anh chị cũng có thể bán các cái thuốc mà xịt đó, dưới lưỡi đó, thì cũng được, thì cũng giúp hạ huyết áp đó. Thì chỉ có tôi túm lại cho anh chị chỉ có 4 cái thuốc đó thôi. Rồi, và các thuốc tác dụng 24 giờ liều duy nhất trong ngày thì có ưu thế hơn, vì sao anh chị? Đơn giản và tăng tuân thủ điều trị. Đây là cái mối quan tâm của các chị lâm sàng và các ngày điều trị học hiện nay. Đây. Rồi, về các nhóm thuốc chính em anh chị ơi, thì có cái nhóm lợi tiểu ha. Mà lợi tiểu thì trong tăng huyết áp mà không có chỉ định bắt buộc thì đa số, xin lỗi, tăng huyết áp thì đa số cái lợi tiểu đa số là gì? Là thiazide-like, thiazide và thiazide-like thì có mấy thuốc thôi, lát tôi sẽ show cho mấy chị. Dạ, chẳng beta, ức chế canxi, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể angiotensin 2 và chẳng thụ thể alpha, và đồng nhận cảm alpha trung ương. Thật ra thì trong cái buổi hôm nay cũng chưa đầy 2 tiếng mà tôi sẽ nói hết cho mấy chị những cái này ngắn gọn thôi. Về thiazide thì mấy chị lưu ý tôi có 4 thuốc này thôi nha, thiazide và thiazide-like. Thiazide thì có đúng một thuốc, đó là hydrochlorothiazide, còn tương tự thiazide thì có indapamide ở Việt Nam thôi. Là tiểu hoài thì mình có furosemide, còn là tiểu giữ kali thì có spironolactone đang dùng ở Việt Nam. Đấy, thì mình chỉ thấy nhớ là tiểu thì sao? Khi nói đến là tiểu, tác dụng phụ nó là gì? Đó là mất điện giải thôi, rối loạn điện giải nha, có cái tăng có cái giảm, cho nên người ta gọi là rối loạn. Mà không muốn dùng liều cao, cho nên là dùng buổi sáng, không dùng liều cao, vậy thôi. Cái cơ chế tôi xin đứt qua mấy anh chị. Bây giờ tôi hỏi nè, có nên tăng liều là tiểu không? Đương nhiên là không rồi, đúng không? Tăng liều, tăng tác dụng phụ, không tăng hiệu quả điều trị. Rồi
cái thuốc lợi tiểu nên chọn cho đối tượng bệnh nhân nào? Đối với thiazid mấy anh chị thì sao? Thì cho tất cả bệnh nhân tăng huyết áp vì nó rẻ tiền nhất mà hiệu quả cao nhất. Tại dùng một lần trong ngày thôi, buổi sáng thôi là xong. Đích kiểm soát tại vì mấy anh chị đó là bệnh nhân đột quỵ. Những bệnh nhân tăng huyết áp ở lớn tuổi hoặc là những bệnh nhân mà đã đột quỵ rồi thì có thêm một chút xíu thuốc là tiểu thiazid sẽ kiểm soát đột quỵ tái phát. Đó thì những bệnh nhân bị đột quỵ rồi thì trong vòng 6 tháng hoặc 2 năm thì nó cũng sẽ bị tái phát. Cho nên là cái này là tuyệt vời. Rồi, trong tất cả các cái nghiên cứu trước đây mấy anh chị. Rồi, cập nhật chỉ định thì tôi cũng đã nói với chị rồi đó, được chưa? Tức là thiazid thì trong đa số các trường hợp tăng huyết áp là tiểu hoài thì dùng trong cấp cứu thôi mấy chị, trường hợp là suy tim hoặc suy thận thôi nha. Còn là tiểu tiết kiệm kali thì dùng cho suy tim phân độ 3 và 4, phân độ đi ha đó thôi nha. Còn lại thì cũng tùy, cho nên là chỉ dùng cho ở bệnh nhân suy tim phân độ 3, phân độ 4 thì nó cải thiện cái tỷ lệ bệnh nhân mà tử vong giữa nhóm dùng thì nó không dùng đó. Rồi cái nếu mà dùng đơn trị mấy chị thì tỷ lệ kiểm soát huyết áp là khoảng 50 đến 60% bệnh nhân, cho nên là tôi là tiểu thiazid là cái nhóm mà xếp cho cái nhóm mà hiệu quả nhất trong các trong tất cả các nhóm điều trị tăng huyết áp. Thì cái mức giảm trung bình khoảng 10 mm thiên ngân mấy anh chị ha. Và mấy anh chị cũng biết rằng là trong các nghiên cứu thì cái huyết áp tâm trương mà giảm từ 10 đến 14 mm thiên ngân giảm được là 2/5 nguy cơ tai biến mạch máu não và 1/6 bệnh nhân mạch vành và 1/3 bệnh nguy cơ tim mạch. Cho nên là mình kiểm soát huyết áp tốt thì là giảm được các cái nguy cơ biến cố mạch máu lớn và mạch máu nhỏ đó. Rồi tôi xin phép lướt qua cái phần bất lợi nha, có dụng phần bất lợi nè. Thiazid thì đương nhiên là nói chung là cái lợi tiểu thì sao, rối loạn điện giải nha, tiết kiệm kali thì là tăng kali, còn lợi tiểu kia thì là mất điện giải. Chống chỉ định mấy anh chị tăng kali thì không được dùng cái spironolactone, tức là tiêu giữ kali đó ha. Còn giảm kali mà thì không được dùng furosemide và thiazid, tại vì mấy anh chị biết kali nó từ 3,5 cho đến 5 ha. Nếu mà nó dưới dưới 3,5 thì dẫn đến là loạn nhịp, mà nó cao tăng cao quá là ngưng tim, 6,5 là báo hiệu ngưng tim rồi nha. Mà cũng thận trọng tim nhân gút nữa, thì khi sử dụng là tiểu nó dẫn đến là sao mấy anh chị tăng tăng steroid ha, từ trầm trọng thêm gút nha. Rồi thuốc lợi tiểu khi sử dụng có nguy cơ tăng đường huyết không thì nó có đấy mấy anh chị ha, tức là nó dẫn đến cái rối loạn cái đường và mỡ luôn ha. Thì tuy nhiên cũng không có đáng kể, lâm sàng là có ha. Rồi mình sang cái nhóm thứ hai nha mấy anh chị. Sở dĩ tôi để thứ hai đó là beta là một cái hàng thứ hai trong cái thuốc điều trị tăng huyết áp. Thì thuốc beta được sử dụng bắt buộc cho từng bệnh nhân nào. Thứ hai là có nên dùng liều cao hay không. Thứ ba là bệnh nhân dùng insulin và dạng beta có thận trọng gì không. Thì trả lời luôn đó là khi mà phối hợp insulin, khi dùng insulin và beta giao cảm thì nguy cơ là tụ đường huyết, che giấu, xin lỗi, che giấu mà tụ đường huyết mà không có cái dấu hiệu ha. Cho nên là phải thận trọng thôi mấy anh chị nha. Rồi có nên dùng liều cao không? Câu trả lời là không nên dùng liều cao, mất tính tròn lọc ha. Thì thường tôi nói rồi, tức là chiến lược hiện nay là dùng liều cố định ha, liều thấp cố định để hưởng lợi từ tất cả các nhóm thuốc. Thì cái đối tượng bắt buộc thì lát tôi sẽ nói sao ha. Đây là lựa chọn thứ hai sau cái lợi tiểu thiazid mấy anh chị nha. Đường trị đáp ứng khoảng 40-50% nha. Khuyến cáo thì cho bệnh nhân mạch vành nè, sao nhỏ mất cơ tim nè, suy tim nè nha, loạn nhịp vân vân nha. Ngừng thuốc thì giảm được từ từ, thật ra cũng có ngừng đâu đúng không. Thì các cái thuốc này mấy anh chị nha, thì mình có là beta không chọn lọc như ropinirole nè nha, rồi chọn lọc beta 1 là atenolol, bisoprolol, rồi metoprolol nha, rồi carvedilol, hay là nhóm cuối cùng đó là nipurolol nha. Đó thì có nhiều thuốc, tuy nhiên ở Việt Nam thì có mấy thuốc này thôi nha. Về cái bất lợi nè ha, thì mấy anh chị thấy là nhóm này là có khá nhiều tác dụng bất lợi đấy mấy chị ha, đặc biệt là trên bệnh nhân hen ha, COPD thì rất là nguy hiểm ha, là chống chỉ định. Cho nên là bác sĩ tim mạch ha, thì phải cứng về cái vấn đề này, khám loại từ hen
chứ còn không thì là nguy hiểm. Cho nên nếu ổn nhất là sàn bị thấp thì sao? Không sao. Câu hỏi lật ra luôn, tức là bây giờ nếu mà bệnh nhân mà có chỉ định mà bệnh nhân có vấn đề gì hen nhẹ thì có sao không anh chị? Ở ngoại trú thì không nên, tuy nhiên trong bệnh viện á, thì nội trú thì bác sĩ xài thuốc mà chọn lọc tim mà tác dụng có kiểm soát ha, và bác sĩ có thể dùng liều thấp được ha, mấy chị, gọi là chống chỉ định tương đối và chống chỉ định tuyệt đối ha. Rồi cái lưu ý là ức chế beta là nếu mà cái phân xích tóc máu mà nhỏ hơn 35% mấy chị thì không nên dùng ha, tức là suy tim nặng cũng rồi thì không được dùng ha. Hoặc là nhịp chậm ha. Mấy chị biết đó là có cái thuốc mà để chậm tần số tim á, thì trên thị trường hiện nay nó chỉ có bốn thuốc thôi, bốn nhóm thuốc thôi. Thứ nhất là ức chế beta là cái nhóm tôi đang nói, được chưa? Nó là làm kiểm soát cái nhịp tim, được chưa? Nó. Thứ hai là gì mấy chị? Là cái diazepam đặc hẹp Bessel, tôi sẽ nói mấy chị sao? Đó là huyết áp chỉ có hai cái thằng này làm kiểm soát nhịp tim thôi. Một cái thằng nữa là kiểm soát nhịp tim đó là tigoxin. Bây giờ mới chỉ biết nhịp tim chính 100, 120 thì bây giờ làm sao mà đè nó xuống được, phải có thuốc để kiểm soát nhịp tim ha. Còn một cái thuốc nữa là rocogalan hay là ifepridine đấy, thì chỉ có bốn thuốc này để kiểm soát nhịp tim khi mà bệnh nhân mà nhịp tim tăng nhanh tăng cao đó. Đã tùy cái trường hợp đó tôi sẽ nói với chị sao nếu có thời gian, được chưa? Đây bây giờ nhịp chậm tim là không được dùng, nhịp chậm 50 là không được dùng nha, hoặc là những bệnh nhân COPD hen suyễn thì không nên dùng nha. Thận trọng khi dùng insulin, tức là không phải chống chỉ định mà là đang chích insulin thì phải 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 thận trọng nha. Thận trọng sợ bệnh nhân là che lấp cái dấu hiệu tụt đường huyết dẫn đến bệnh nhân hôn mê mà không hay nha. Sợ nhất là cái tiểu đường là bị tụt đường huyết, cho nên là cái này là phải lưu ý, mình dược sĩ mình phải nắm. Rồi thận trọng khi phối hợp với làm chậm nhịp tim thì đương nhiên rồi, mấy chị biết, thấy mấy chị bán nhà thuốc có bao giờ thấy bệnh nhân bác sĩ kê mà beta blocker cộng với thằng hẹp không hay diazepam không đấy, đương nhiên là có đó nha. Có thì sẽ chậm nhịp tim, kê khi nào những bệnh nhân nhịp tim nhanh thì dùng hai thuốc để kiểm soát, được chưa mấy chị? Đó thận trọng thôi chứ không phải chống chỉ định, nếu mà bác sĩ biết bác sĩ dùng thì là ổn. Rồi có cái hoạt chất nào khuyến cáo trong điều trị tim thì có bốn hoạt chất thôi mấy chị, tức là cái thằng bisoprolol, carvedilol, metoprolol ha. Rồi cái mình sang cái nhóm thứ ba nghe mấy chị, thứ ba đó là ức chế kênh canxi, đây là một thuốc khá hiện lành ha, tức là bây giờ nó cũng hạn chế tác dụng phụ suy thận hay là suy gan suy tim hay là phụ nữ mang thai dùng được hết đó. Thì mấy chị có thấy cái bốn năm cái hoạt chất này thôi, năm cái hoạt chất mà anh chị dùng ở mình thấy ở nhà thuốc anh chị và ở bệnh viện thôi nha. Thứ nhất là Nifer ha, Nifer nãy tôi nói rồi đó, cái half-life ngắn ha, thì Nifer 10, còn Nifer 20 30 trở lên là dùng trong điều trị ha, còn cấp cứu là Nifer 10 thôi nha. Còn amlo-fluorodipine nó là thuốc viên đó. Còn một cái thằng nữa là nicardipine mà cái biệt dược đó là Losen đó, thì cái đó dành cho cái cấp cứu mà bệnh nhân hậu phẫu đó, bệnh nhân mổ đang mổ thì chưa có dùng thuốc viên được, hoặc là đang hôn mê thì kiểm soát bằng cái này thôi nha, tim tĩnh mạch tim tĩnh điện thôi. Rồi cái một cái ức chế kênh canxi chọn lọc tim ở dưới mấy chị là diazepam đấy ha, thì và verapamil thì lại là một cái thuốc mà tim thì ít ít cũng cũng ít dùng nha. Cái diazepam thì mấy chị sẽ hay gặp nha, hay gặp là bác sĩ kê cho đối tượng nào mấy chị biết không? Đây là một thuốc kiểm soát huyết áp nhưng mà nó là chậm tần số tim nha, chậm tần số tim, thì mấy chị sẽ thấy hạt cái sơ là bác sĩ hay kê cho những bệnh nhân dùng đồng vận beta là những bệnh nhân hen và sơ bị đi nha, hen và sơ bị đi mà dùng một cái thuốc salbutamol betulin rồi đó nha, thì nó là một đồng vận beta, nó tăng nhịp tim lên thì phải có một anh đè nhịp tim xuống, nó là thằng thằng diazepam được chưa, hoặc là rocogalan đấy hoặc, chứ còn còn không thể nào dùng cái Ventolin mà nó tăng nhịp tim rồi dùng cái bisoprolol để đè xuống được, tại vì hai cái đó là một cái động vận beta, một cái ức chế beta, hai cái không thể nào mà dùng chung được, cái động vận cái ức chế nó ngược nhau rồi đó. Cho nên mấy chị thấy cái diazepam là hay thấy trong cái đơn thuốc bệnh nhân dùng động vận beta ha, mà COPD hoặc là hen, được chưa? Rồi biết để mà mấy anh chị cập nhật lại mà mình tư vấn cho bệnh nhân ha. Rồi các chỉ định thì mấy anh chị ha, tức là đau thắt ngực hay
làm chậm tần số tim, đây những quy định cái gì cũng biết rồi nha. Tôi xin phép lướt qua. Vì tác dụng phụ thì nói rồi, tức là ức chế beta thì nó khá hiền lành, ngoại trừ có cái này nó phù thôi nha, phù mắt cá chân thôi, thì nếu mà nó giảm thì sinh hết thôi nha, chả có vấn đề gì, nó khá hiền lành, nó không có dùng nào không có rối loạn đường điện giải mỡ máu gì hết nha. Rồi tôi xin phép lướt qua cái phần thứ hai, đó là phương thuốc thứ nhóm kế đến, đó là ức chế men chuyển. Thì mấy anh chị thấy rồi, có cái nhóm một là captopril, hồi nãy tôi nói đó, half-life đó ngắn, cho nên dùng 2-3 lần trong ngày thì chủ yếu là để dùng để cấp cứu cực tâm huyết áp thôi. Thường là huyết áp cao ngậm viên, ngậm dưới lưỡi, mà viên thì nó hạ xuống được khoảng 10, được chưa, trung bình khoảng 10 thôi nha, thì để cấp cứu đó. Và còn nếu mà dùng kiểm soát vài ngày thì kiểm soát tự quy thì mình dùng các thuốc khác nha, enalapril, lisinopril, đây những các thuốc này mấy anh chị. Rồi thì chỉ định mấy anh chị, chỉ định cũng giống như các nhóm thuốc khác thôi, tuy nhiên là bắt buộc đó, những bệnh nhân tiểu đường 2, tiểu đường tiếp 2 hoặc bệnh thận mạn, tức là đái tháo đường hoặc là bệnh thận, mà bệnh thận thì nên dùng cái này ha, để nó giảm cái tiến triển suy thận cho bệnh nhân. Ngoài ra còn tăng huyết áp càng suy tim nữa thì để tốt cho bệnh nhân, giảm cái tỷ lệ tử vong. Đây là lựa chọn đầu tay nếu không tránh quy định. Mình phải thèm thồng một câu nữa chị, tức là những cái bệnh nhân tăng huyết áp, tiểu đường, suy tim, thận mạn nên dùng cái nhóm này nếu không chấm quy định. Tại vì có khi là bệnh nhân là tiểu đường tiếp 2 nhưng mà tăng huyết áp nhưng mà bị mang thai đâu dùng được, chưa? Hoặc cắt thận đâu dùng được, được chưa? Hoặc là suy thận nặng quá đâu dùng được, được chưa? Hoặc là đó, suy tim ha. Rồi mình đưa qua mấy anh chị, tác dụng phụ là gì mấy anh chị cũng biết hết rồi, tức là tăng ho khan. Mình có khi ho khan do các cái bệnh lý khác nữa không chừng, cho nên phải xác định chính xác là có ho thì mình chuyển sang nhóm ức chế thụ thể thế thôi. Tăng kali máu thật ra thì cũng không có nhiều đâu nha, ngoại trừ đồng vận thôi, mình dùng thêm các thuốc tăng giữ kali thôi nha. Và mấy anh chị thấy nó tăng kali máu, nếu cái nhóm ức chế men chuyển mà dùng thêm nó giữ kali mà phối hợp có một loại tiểu thiazid là mất kali nhẹ, hai cái tăng nhẹ cái mức nhẹ nó là quân bình nhau. Cho nên trên thị trường mấy anh chị thấy thằng cô và xin lớp thấy không, đấy là hai cái này nó rất là tuyệt vời thế thôi nha, cái tăng cái giữ rồi thì nó sẽ ổn định, nó bình thường, nó không tăng không mất, cho nên là phối hợp như thế là tuyệt vời đấy. Rồi chống chỉ định mấy anh chị ơi, phụ nữ mang thai không dùng được, hẹp động mạch thận hai bên không được, không dùng được, cắt một thận không dùng được, tức là chỉ còn một thận thì không được dùng nha. Rồi hoặc là cân nặng thì không được dùng đó nha. Nếu mà độ lực của thận mà nhỏ 30 thì là không nên dùng, không là chống chỉ định luôn nha. Còn nó giảm ở mức độ nào đó thì mình xem cái giảm liều. Rồi mình sang cái nhóm thứ hai cái đến mấy anh chị, đó là ức chế thụ thể angiotensin 2 nha. Thì cái nhóm này với cái men chuyển thì cũng có khác nhau đâu à, thì hai này là cùng cơ chế đoạn đầu đoạn cuối thôi, cho nên là tôi không nói nhiều, tôi nói các hoạt chất thôi, cái nơi sạc tăng, lô sạc tăng, quanh sạc tăng và theo mi sạc tăng đấy. Thì cái thuốc cũng giống như cái thuốc chứ men chuyển thôi ha. Thì có khác cái là nó không gây ho khan thôi ha. Vậy thôi, còn chỉ định thì cũng giống như là y chang cái thằng ở chứ men chuyển ha. Và không nên phối hợp chung, hồi nãy mình nói trong cái gai kia rồi nha. Rồi trong suy tim thì cũng có cái vật chất thêm anh chị nha. Rồi bây giờ tôi nói cái thuốc kế đến là thuốc chặn thụ thể alpha giao cảm ha. Thì có cái bốn nhóm thuốc này mấy anh chị nha. Razoxin, doxazoxin và terazoxin, anfuzoxin. Anfuzoxin là một cái thuốc mà mấy anh chị trên ở nhà thuốc mấy anh chị có là cái thằng satran nha, satran. Thì cái hấp đa nó ngắn và tác dụng hạ tụt hạ huyết áp mạnh, hạ huyết áp tôi thấy rất nhiều, cho nên là dùng tác dụng kéo dài nha. Thì tác dụng phụ là huyết áp tôi thấy đứng đó nha. Thì hiện nay là cái chỉ định đó là tăng huyết áp kèm phì đại tiền tiến nha. Vậy thôi nha. Rồi một cái thuốc nữa, nhóm nữa đó là đồng vận gia cảm alpha trung ương mấy anh chị nha, tức là metinuba nha. Thì mấy anh chị thấy cái thuốc mà metinuba thì dùng cho bệnh nhân này trong trường hợp kháng trị thôi
hay những bệnh nhân mà thường là giai đoạn cuối, ví dụ như suy thận mạn, suy thận mạn giai đoạn cuối. Mà suy thận mạn thì mới chỉ biết rồi, giai đoạn 4, giai đoạn 5 thì đâu còn thuốc nào nữa đâu, chỉ có thằng Metedopa thôi, 250 mg anh chị nha, và phối hợp với chế canxi, tức là difluridine và amlodipine và clodipine thôi nha. Thêm cái nữa là lợi tiểu furosemide nha, vậy thôi. Cho nên là dùng cái thuốc này thì phải chịu thôi ha. Hoặc là ranitidine ha, furosemide thì hiện nay không có mấy anh chị, hoặc là thuốc giãn mạch hilarazine thì hiện nay cũng tôi không thấy nữa nha. Rồi alo mấy anh chị theo kịp không? Dạ theo kịp thầy. Thôi nhanh không quá mấy anh chị ơi. Rồi tôi nói về cái nguyên tắc lựa chọn thuốc điều trị này mấy anh chị ha, thì dựa vào những cái chỉ định ưu tiên cho mỗi nhóm thuốc ha, và chống chỉ định cho một nhóm thuốc và chỉ định bắt buộc cho một số nhóm thuốc và phối hợp thuốc trong cái điều trị tăng huyết áp. Ưu tiên chỉ định ưu tiên nghĩa là những cái chỉ định mà được các nghiên cứu trước đây đã chứng minh và đưa vào guideline là sử dụng nhóm thuốc đó thì có lợi cho bệnh nhân, mang nhiều lợi ích cho bệnh nhân, thế thôi. Và chấm chỉ định mình phải tuân thủ thôi. Chỉ định ưu tiên cho mọi nhóm thuốc này mấy anh chị, ví dụ như lợi tiểu thiazid, thiazid thì mới chỉ thấy có hai thuốc thôi, pyrrolorothiazid và indamamide là thiazid lai đó, được chưa? Thì dùng trong trường hợp gì? Tăng huyết áp, tăng thu đơn độc, tức là tâm trương tăng mà tâm chỉ tăng tâm thu thôi mà tâm trương không tăng, thì dùng cái này để đích kiểm soát là gì anh chị? Đột quỵ, được chưa? Suy tim, suy tim cũng là dùng, và người da đen đó là lợi tiểu thiazid thì nó có các nhóm bệnh nhân đó là nên dùng đó nha, ưu tiên đó. Đơn độc thì chỉ hiệu quả và suy tim cũng được đó. Rồi cái ức chế men chuyển thì sao mấy anh chị? Suy tim là bắt buộc trong tất cả các guideline từ xưa đến giờ rồi ha. Suy tim, miễn có suy tim là nên dùng ức chế men chuyển, nếu không chống chỉ định thế thôi nha. Dùng liệu thấp cũng ok thôi, mặc dù huyết áp bệnh nhân có thể mấy anh chị thấy là 12-8 cũng được, dùng vẫn được nha. Hoặc rối loạn chức năng thất trái, hoặc là di chứng nhồi máu cơ tim, tức là bệnh nhân đã có nhồi máu cơ tim rồi thì nó nhẹ thì sau đó thì nên dùng suốt đời nếu không chống chỉ định nha. Hoặc là bệnh nhân tiểu đường, bệnh nhân bệnh thận do tiểu đường hoặc không tiểu đường, tức là miễn có bệnh thận hoặc có đái tháo đường thì sao, nên dùng ức chế men chuyển để bảo vệ thận cho bệnh nhân, ngăn ngừa tiến triển suy thận, được chưa? Thế thôi nha. Hoặc rồi tín hiệu nè, hoặc ung nhĩ nè, hoặc hội chứng chuyển hóa nè, đó thì đó là những cái nhóm bệnh nhân này ưu tiên dùng thì mang nhiều lợi ích cho cái nhóm bệnh nhân này. Rồi nhóm kế đến là beta giao cảm nha anh chị, beta giao cảm, để tôi làm cái này để anh chị dễ theo dõi hơn. Đây nhóm beta giao cảm này anh chị thì đau thắt ngực hoặc là di chứng máu cơ tim hoặc suy tim ha. Hoặc là đó thì cái nhóm bệnh nhân mà suy tim thì hồi nãy tôi có nói rồi đó, chỉ có bốn cái hoạt chất, mà bốn hoạt chất là khuyến cáo dùng cho bệnh nhân suy tim. Mấy anh chị có thể lên mạng tải cái hướng dẫn điều trị suy tim của Bộ Y tế 2022 về xem cũng được, được chưa? Đó tức là những cái đối tượng mà suy tim và nhồi máu cơ tim là nên dùng những thuốc này để là tốt cho nhóm bệnh nhân này, nó giảm cái tỷ lệ tử vong nha, nên dùng thì cái liều thấp nhất cũng có thể. Rồi nhịp nhanh mấy anh chị ơi, đây là một cái nhóm mà thuốc chống tăng huyết áp nó kiểm soát được nhịp nhanh của bệnh nhân, cho nên là mấy anh chị phải lưu ý, để nhiều khi là không hiểu bác sĩ sẽ đã giao dụng được cho mấy anh chị tăng giãn áp, và phụ nữ mang thai dùng cũng được. Rồi mình sang cái nhóm này mấy anh chị là ức chế thụ thể, thì mấy anh chị thấy không, ức chế thụ thể và ức chế men chuyển nó cũng giống nhau thôi, tôi không nói lại nha. Thì hai cái này là cùng cơ chế đoạn đầu đoạn cuối thôi, cho nên là nó cũng giống nhau thôi, ngoại trừ tác dụng phụ nó không ho khan thôi nha. Và mình sang cái ức chế canxi nha mấy anh chị nha. Thì ức chế canxi chọn lọc tim và không chọn lọc nè, tăng huyết áp tâm thu đơn độc tức là những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp tâm thu, không tăng huyết áp tâm trương, như hình hả tôi nhấn mạnh trong cái phần phân loại tăng huyết áp đó. Những trường hợp này dùng cái thuốc này
để kiểm soát cái đột quỵ nhé. Và cái phì đại thất trái và sơ vữa động mạch vành, bạn người da đen và phụ nữ mang thai đấy. Thì mấy anh chị thấy không, ức chế canxi là dùng cho phụ nữ mang thai đấy. Thì nó khá hiền lành rồi, cho nên cũng không có gì phải lo. Rồi cái lợi tiểu kháng aldosterone hay là hay còn gọi là lợi tiểu giữ kali đấy. Thì nó có cái nó có chỉ định là ưu tiên, đó là trong suy tim thôi, suy tim mà phân độ 3 với phân độ 4 đó, thì có đủ chứng cứ đúng không chị, là giảm cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân có dùng và không dùng, tức là ở bệnh nhân phân suy tim phân độ 3, phân độ 4 thì dùng thì nó cải thiện cái tỷ lệ tử vong nha, ở bệnh nhân suy tim hoặc là sau nhồi máu cơ tim thế thôi nha. Còn cái nhóm mà chạy kênh canxi mà nông dihydropyridine, tức là nhóm 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 mà giảm nhịp tim, thằng diazem này mấy chị nha, thì đau thắt ngực nha, hoặc là sơ sơ vữa động mạch vành nha, hoặc là nhịp nhanh. Cái nhịp nhanh thì nãy tôi nói mới rồi mấy chị rồi, tức là trong tất cả các thuốc điều trị tăng huyết áp thì chỉ có một là thằng chặn beta, hai là diazem thôi, là giảm nhịp tim. Nếu bệnh nhân có siêu tim thì thêm digoxin như nữa được chưa, hoặc là thêm một cái viên rocuronalan, tức là ivabradin đó, để kiểm soát nhịp tim thôi nha. Được chưa mấy chị? Đó rồi cuối cùng là lợi tiểu quay nè. Lợi tiểu quay mấy chị thấy không, furosemide chỉ dùng cho suy tim và suy thận thôi, không ai dùng cho trường hợp huyết áp tăng huyết áp. Mà bình thường dùng nó bình thường thì sao, mất điện giải mấy chị, rối loạn mất điện giải thì cái điện xét nghiệm nó mệt hơn, bệnh nhân mệt hơn nữa, cho nên không được, được chưa, chỉ dùng cho suy tim và suy thận thôi ha. Đó là mấy chị nắm cái slide này không là mấy chị ổn rồi nha, nắm các ôn lại các chỉ định đó. Rồi chống chỉ định cho mỗi nhóm thuốc này mấy chị ơi, lỡ tiểu thiazide thì sao, thiazide và thiazide lai á, thiazide thì là hydrochlorothiazide, còn thiazide lai là indamide nè, cái chlorothalidone nè, cái này thì ít dùng ha. Bắt buộc là good, nó thể tăng axit uric và tương đối là hội chứng chuyển hóa, tức là có thể tăng cái axit uric hoặc đường hoặc mỡ đó mấy chị nha. Không dung nạp đường, mang thai nha, tăng canxi hạ hạ kali là những trường hợp tương đối thôi nha. Còn chặn beta là hen nè mấy chị nha, hen là dùng là không được nha, và nhịp chậm dưới 60 bởi được chưa mấy chị, tức là riêng chỉ có beta blocker là chậm nhịp trên thôi nha. Tuy nhiên là nếu mà dùng cái nhóm mà chống lọc tim ha, ví dụ như metoprolol hoặc là liều thấp thì nó cũng ổn ổn anh chị nha. À, hội chứng chuyển hóa dùng, tức là mình dùng cái nhóm chặn beta thì khả năng là sao, rối loạn gì đường mỡ ha, đường mỡ rồi chặn kênh canxi ha, chặn kênh canxi dihydropyridine mấy chị, tức là diazem xin lỗi, nifedipine mấy chị nha, thì nó không có bắt buộc gì hết ha. Nifedipine, amlodipine nó không bắt buộc gì hết ha. Dùng để kiểm soát huyết áp thì được ha, được vậy thôi. Còn tương đối thì sao mấy chị, nhịp nhanh ha, suy tim ha. Suy tim rồi chạy kênh canxi mà nông dihydropyridine này, tức là diazem đó mấy chị, verapamil đó nha, thì bắt buộc chống dịch, bắt buộc là gì, nhịp chậm ha, tại vì bản thân cái thằng diazem làm chậm nhịp tim, mà nhịp tim dưới 60 độ quá thấp rồi không được dùng đương nhiên nha. Rồi EF nhỏ hơn 40 ha, tức là phân suất tất máu mà nhỏ hơn 40 là cũng suy tim cũng khá nặng rồi nha, không được dùng. Rồi ức chế men chuyển thì nãy cũng tôi nói rồi, tôi nói lại thôi để mấy chị nhớ nhớ nè, nhất là mang thai nè nha. Rồi thận nè, thận thì có suy thận nặng là không được dùng nè, cắt một thận cũng không được dùng nè. Đó, rồi kali máu cao quá không được, kali máu bình thường từ 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 3,5 cho đến 5 thôi, mà cái này lớn hơn 5,5 thì là coi chừng là tăng giữ kali cũng nguy hiểm nữa, ngưng tim á. Ngưng tim chỉ được trong đầu mấy chị. Rồi hẹp động mạch thận hai bên không được dùng ha mấy chị. Rồi đó là bắt buộc, chống chỉ định bắt buộc nha. Còn chống chỉ định tương đối là phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú ha, khi không có biện pháp ngừa thai
đáng tin cậy. Rồi cái thằng cái đến là dạng thụ thể ăn vô canxi mấy anh chị ha, ở chế độ thể cơ thể đó. Thì đương nhiên phụ nữ mang thai là không được dùng, rồi tăng kali máu là giống như cái bên chuyện anh chị, nói chung giống nhau thôi nha, tôi xin lướt qua. Rồi đối kháng thụ thể mineralocorticoid tức là sòng bi rô nó tông lắm anh chị nha, từ suy thận nhỏ hơn 30 lít trên cốc thì không được dùng anh chị ơi nha. Tăng kali máu được chưa, thì chỉ có thằng này nó giữ kali thôi, mà cái tên dễ thường hay gọi nhất đó là lợi tiểu tiết kiệm kali, đó là spironolactone đó. Thì kali đã cao rồi thì dùng nó sao được mấy anh chị, được chưa? Nhớ là gì, độ lọc cầu thận nhỏ hơn 30 là không được dùng nha, kể cả aspirin mấy chị, aspirin độ lọc nhỏ hơn 30 là không được dùng luôn nha, các thuốc khác cũng vậy nữa chị, nhớ cái mốc 30 thì dễ hơn nha. Còn cái trên đó thì mình phải giảm liều ha, giảm liều đó. Như vậy thì tôi tóm lại cho mấy chị nha, tức là lợi tiểu thì sao, gút thì lợi tiểu thì gút thì không nên dùng, beta blocker hen và CB thì không dùng nha, nhịp nhịp chậm thì không dùng nha. Nhịp chậm thì có hai thằng, một là ức chế canxi chọn lọc tim ha, và cái beta blocker. Rồi cái thằng ức chế vận chuyển thì này ở chế độ thể là giống nhau, tức là phụ nữ mang thai hoặc suy thận nặng hoặc là cắt màng thận rồi thì không được dùng nha, hẹp động mạch thận cũng không được dùng luôn đấy, và cũng mang thai luôn như mấy chị nha. Đối kháng testosterone thì độ lọc cầu thận nhỏ hơn 30 lít trên phút thì là không dùng, và tăng kali thì không được dùng, thế thôi nha. Rồi bây giờ chỉ định bắt buộc cho một số nhóm thuốc để mấy chị nha. Đó, bây giờ những cái đối tượng này mấy chị, tình huống lâm sàng nè, bây giờ bệnh nhân suy tim thì dùng gì để bắt buộc lên, nó dùng gì, lượng đại tiểu thiazide đúng không, rồi thứ hai là gì, ức chế vận chuyển, ức chế thụ thể ha, rồi chặn beta, kháng testosterone. Như vậy là sao, 1 2 3 4 5 trong 6 thì dùng siêu tiêm dùng được hết năm, ngoại trừ canxi thôi, được chưa mấy chị? Ức chế canxi thì không nên dùng cho siêu tiêm thế thôi nha, ngoại trừ vấn đề kiểm soát huyết áp thôi, chứ nó không mang gì là cho bệnh nhân siêu tiêm hết. Rồi sao nhồi máu cơ tim, sao nhồi máu cơ tim thì khuyến cáo nên dùng gì, vì các cái ức chế cơ thể thôi, ức chế chuyển thôi, hai thằng này và beta ha, đó cắn ở toro, được chưa mấy chị? Đó rồi bệnh nào mạch vành á, thì khuyến cáo dùng gì, lợi tiểu thiazide nha, chạy trên canxi, ức chế vận chuyển nha, và ức chế beta. Đó là những cái nhóm thuốc đã nghiên cứu, có nghiên cứu lâm sàng mang lợi ích cho nhóm bệnh nhân này. Rồi tiểu đường tiếp hai thì gì mấy chị? Tại tiểu đường tiếp hai thì là hai cái nhóm này là bắt buộc, tức là ức chế vận chuyển và ức chế thụ thể ha, thì nó mang lợi ích cho bệnh nhân, ngăn ngừa tiến triển suy thận ở nhóm bệnh nhân này. Đương nhiên thì các cái thuốc khác thì vẫn dùng được, như amlodipine thì tuyệt vời nha, nhưng mà ưu tiên cho hai ngày trước nha. Thì nếu mà dùng ức chế vận chuyển mà liều bình thường hoặc liều thấp rồi thì tháo hợp thêm ức chế canxi cũng tuyệt vời thôi nha. Thằng ức chế canxi nó trung lập mà mấy anh chị, nó không gây rối loạn đường mỡ gì hết, điện giải gì hết nha. Rồi cái thằng suy thận mạn, nó suy thận mạn thì hồi nãy tôi nói rồi, mạn thì có gì nữa đâu, chỉ có lợi tiểu thôi, mà là tiểu quay thôi, furosemide thôi nha, chứ đâu dùng không dùng lợi tiểu là chống chỉ định với thằng androsterone rồi, tức là chống chỉ định với thằng pioglitazone rồi, thiazide cũng không dùng luôn rồi nha. Suy thận mạn chỉ dùng ba thằng thôi, một là gì, thiazide nha, hoặc là chế chuyển của cơ thể thôi nha. Tuy nhiên mà nếu mà nặng quá thì không được dùng hai này luôn, chống chỉ định luôn anh chị nha. Và di chứng đột quỵ, di chứng đột quỵ thì anh chị lưu ý giùm tôi hai cái thôi, mà thiazide và ức chế vận chuyển nó sẽ mang nhiều lợi ích cho bệnh nhân đột quỵ ha. Đột quỵ tức là ngăn ngừa đột quỵ tái phát, thế thôi, được chưa anh chị ơi? Đó tức là đã có đột quỵ rồi thì nên uống lợi tiểu thiazide ha, ở chế vận chuyển mà trên thị trường nó có phối hợp lắm anh chị ha. Mà cái thằng 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 cái thuốc mà của cục xin lết đó mấy chị nha. Rồi mấy chị nắm này chưa, tôi qua nha. Qua đi à thầy. Và cái đó thì các phối hợp mấy chị, các phối hợp này thì cũng cũng là các nhóm đó thôi mấy chị
nhé. Rồi mình sang cái phần, chắc cũng phần cuối cùng rồi đó, là cái một số trường hợp đặc biệt mình cập nhật thêm mấy chị ha. Tức là có 7 trường hợp đặc biệt là tăng huyết áp kèm bệnh mạch vành, tăng huyết áp kèm tiểu đường và suy tim hoặc phì đại tá trái hoặc bệnh thận mạn ha, và đột quỵ rung nhĩ ở người cao tuổi đó. Thì những cái trường hợp này đã có rất nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ha, thì đã chứng minh rằng những cái lợi ích như vậy đó, thì mình nên tuân theo. Thứ nhất là về vấn đề cái mức huyết áp mục tiêu, thứ hai là các nhóm thuốc mình nên sử dụng nha, thậm chí là đạt được cái liều đích nữa mấy chị nha, cái liều mà đạt cái liều đích nó mới tốt đó. Rồi mình qua cái nhóm đầu tiên nghe mấy chị, đó là tăng huyết áp kèm bệnh mạch vành đấy chị. Thì đó thì cái ngưỡng huyết áp là bao nhiêu mấy chị? Ngưỡng huyết áp cần điều trị là 13.8 ha, 13.85 ha. Hoặc ở nhóm tuổi, ở nhân cao tuổi thì nó nới hơn chút xíu là 14.9 mấy anh chị ha. Đó thì nói chung là không 13.8 hoặc 14.9 ha, ổn thế thôi nha. Thì mình đưa về thì gần đó cũng tốt rồi, được chưa? Đó. Và cái thuốc khuyến cáo là gì mấy anh chị? Trong mạch vành thì mấy anh chị lưu ý là thuốc khuyến cáo là ức chế men kiển hoặc ức chế cụ thể, được chưa? Và chống ức chế canxi là chỉ hàng đầu ha. Thì nếu mà không kiểm soát tốt thì mình thêm các khác cái đối kháng estrogen như là spironolactone thế thôi nha. Ức chế men kiển, ức chế cụ thể ha, và phối hợp giữa chế canxi. Nếu mà không kiểm soát được thì mình thêm cái là tiểu mà kháng estrogen hoặc thiazid cũng được ha. Đó. Thì hiện nay nó cũng có phối hợp được thắt hết rồi mấy anh chị, ba thứ trong một viên đó thì mình dùng ổn rồi nha. Rồi mình sang cái trường hợp thứ hai, đó là cái trường hợp đặc biệt thứ hai, đó là tăng huyết áp kèm tiểu đường đó. Thì mấy anh chị cũng đã từng nghe rồi, tức là cái mức giá mục tiêu thì sao, nó có hai mốc mà ở người bình thường và ở người cao tuổi thôi. Người bình thường 13.8, người cao tuổi thì 14.9 nha. Vậy thôi, mình gắng cố gắng thầy đưa. Bảy thầy phải giải thích cho mọi người cái mức chứng cứ ABC là cái gì chứ, mọi người bình thường là ở nhà thuốc người ta sẽ không hiểu cái đó đâu. Ở bệnh viện thì thầy sẽ rất là bình thường. Cái mức chứng cứ A là tốt nhất các anh chị. Bây giờ tức là người tăng huyết áp kèm tiểu đường thì cái huyết áp mục tiêu mà ở người trẻ, xin lỗi, nhỏ người bình thường là 13.8, 13.85 cũng được. Còn cái người trên người cao tuổi, tức là lớn hơn 70 thì mức huyết áp là nói hơn 14.9, xin lỗi, 14.8 hoặc 14.9. Rồi cái thuốc mấy anh chị, chiến lược điều trị bao gồm phải phối hợp cái ức chế cái hệ renin á, tức là ức chế vận chuyển hoặc ức chế cơ thể ha, và ức chế canxi ha, thì hoặc là tiểu thiazid lai cũng được ha, đặc biệt khi có đạm niệu đó là chứng cứ tốt nhất ha, để mang lợi cho bệnh nhân. Ngoài ra mấy anh chị ha, mà nếu mà bệnh nhân có cái bệnh sơ mạch vành nè, tăng huyết áp, tiểu đường, có bệnh thận mà bệnh tim mạch sơ vữa, thì có thể phối hợp thêm các nhóm SGLT2 hoặc GLP-1. Rồi mình nhóm thứ ba này mấy anh chị là tăng huyết áp kèm suy tim hoặc là phì đại tá trái, suy tim hay là hội chứng suy tim nữa mấy anh chị, hoặc là phì đại tá trái thì cái khuyến cáo là gì mấy anh chị? Cái mức thì cũng cái ngưỡng là ngưỡng là như anh chị có 13.8 ha. Nếu mà EF nhỏ hơn 40 mấy chị thì ức chế men kiển, ức chế men kiển, ức chế cơ thể thì cái phối hợp với là trạng trạng beta blocker thì có thể là biso và carvedilone nè, metoprolol, succinate nha mấy anh chị, hoặc
Nebivolol, đó là bốn cái thuốc mà khuyến cáo trong cái điều trị suy tim ha. Hoặc là nếu mà suy tim phân độ 3, phân độ 4 thì đi ha mấy chị, thì mình thêm cái thằng đối kháng resveratrol, tức là spironolactone ha. Ngoài ra thì mấy năm gần đây mấy chị, 2-3 năm gần đây thì mấy chị thấy là có cái nổi bật lên, đó là SGLT2, là dapagliflozin ha, hoặc là empagliflozin, thì nó có lợi cho bệnh nhân suy tim, chứng cứ là A, hoặc là rồi cái còn cái lợi tiểu quay thì ứ dịch mấy chị, thường thường mấy chị thấy thì đa số các bệnh nhân suy tim là bác sĩ rất là sợ cái vấn đề mà tăng cái thể tích tuần hoàn, cho nên là nếu trường hợp mà ứ dịch thì phải phối hợp thêm cái lợi tiểu furosemide để giảm cái thể tích bệnh nhân khỏe hơn em anh chị. Rồi rồi mấy anh chị ơi, mình sang một cái nhóm bệnh thứ tư, đó là tăng huyết áp kèm bệnh thận nặng mấy anh chị. Thì cái mức huyết áp mục tiêu là mình đưa về 10 13 8 hoặc là 385 mấy anh chị, và ở người cao tuổi thì mình nói hơn chút xíu 149. Rồi cái thuốc thì nãy giờ tôi cũng nói rồi, tức là ức chế miễn chuyển hoặc là ức chế đô thể ha. Nhưng mà tùy theo cái độ lực cầu thận, thì theo độ lực cầu thận mà mình giảm liều ha. Rồi tăng huyết áp kèm đột quỵ thì mấy anh chị, tức là cái những bệnh nhân mà tăng huyết áp mà di chứng đột quỵ mấy chị, thì cái thuốc mà khuyến cáo đó là cái men chuyển ha, và là tiểu thiazid ha, thì để mà ngăn ngừa cái đột quỵ tái phát ha. Thì cái bước cái mục tiêu là khoảng 13-8 ha. Rồi tăng huyết áp kèm run nhĩ mấy chị, thì cái mức các thuốc mà khuyến cáo là dùng để mình chỉ ức chế men chuyển ha, ức chế thể và cái chạy trên canxi ha, non dihydropyridine ha, hoặc là đây đó. Hoặc có thể thêm cái lợi tiểu nữa anh chị. Rồi mình sang cái phần tăng huyết áp ở người cao tuổi anh chị, thì cái ngưỡng mà cái người cao tuổi thì mức huyết áp mà mình cần đưa về là như mấy anh chị, nói chung là tùy bệnh nhân mấy anh chị ha, tùy cái thể tùy cái nếu mà nhân cao tuổi thì 14-9 ha, xin lỗi 15-9 ha. Còn các cái thuốc khuyến cáo ít chung mấy anh chị, đúng ít chung là 14-9 mấy anh chị, có thể thấp hơn 13-8 cũng được nha. Nói chung là cái người cao tuổi thì cũng người ta cũng dè dặt trong vấn đề sử dụng các cái ức chế beta. Rồi một số cái thuốc khả qua đường tĩnh mạch nè, tôi cũng chia sẻ với anh chị chút xíu, tức là nitroglycerin nè và nicardipin. Nicardipin thì cái này hạ rất là nhanh, nhưng mà này dùng thuốc tiêm. Còn cái nitroglycerin thì hạ nhanh, nhưng mà tôi không biết cái này có ở Việt Nam không. Thì chỉ có nitroglycerin là mình dặn dặn xịt với anh chị, nicardipin thuốc tiêm. Và các cái này thì tôi không biết ở Việt Nam có không. Tuy nhiên là thuốc uống thì Cactoril và cái nicardipine. Cái này là cái lượng mấy anh chị, tức là vấn đề điều trị tăng huyết áp theo cá thể hóa
xác định cái ngưỡng mà mình cần đưa về cái quét mục tiêu đó chị, và cái đích cần điều trị ha, và cái thay đổi lối sống dựa dựa vào cái chứng cứ ha, và sớm cần đạt được cái mục đích và duy trì cái huyết áp trong ranh giới ổn định nếu dung nạp được. Và cái ngưỡng bắt đầu điều trị và cái đích cần đạt được từ cái huyết áp bình thường ha, huyết áp bình thường cao, có cái bệnh tim mạch sữa hoặc tiểu đường hoặc là bệnh bệnh thận mạng hoặc là đột quỵ hoặc là nguy cơ cao đến cái tăng huyết áp thì cần điều trị với cái đích đưa về cái là 13-8, tức là những cái đối tượng mà bệnh nhân mà có tổn thương cơ quan đích và cái điều trị tích cực hay là thay đổi lối sống và các cái phối hợp sớm liệu từ cái liều cố định liều thấp không chị, để đạt được cái mục tiêu là được hưởng lợi từ tất cả các nhóm thuốc và chọn được cái phương thức điều trị theo cái hướng đạt được cái mục tiêu để cá thể hóa cho từng bệnh nhân. Xin cảm ơn các chị đã theo dõi, thì không biết anh chị có cái câu hỏi nào không ạ? Vâng, kính thưa các anh chị học viên, vừa rồi thì chúng ta đã nghe một cái phần trình bày về tư vấn sử dụng thuốc hạ huyết áp ở trong thực tế. Thì đây là một cái phần chia sẻ hết sức là chi tiết, hết sức là thực tế và tuân thủ rất là chặt chẽ theo guideline. Thì các anh chị nghe thì chúng ta sẽ thấy là những dược sĩ làm cái công việc bán thuốc thì những thông tin này đối với các anh chị là tương đối là khó khăn, phải không ạ? Trong cái nghề của tôi, nghề của chúng ta đó, thì tôi lại có một cái tôi rất là yêu thích, đó chính là làm cái dược lâm sàng. Nếu ngày ngày các anh chị cùng ngồi bình bệnh án, cùng ngồi bình toa, cùng hội chẩn, thì những thông tin nãy giờ mà tiến sĩ Bạch chia sẻ chúng ta là vô cùng đơn giản, phải không ạ? Tuy nhiên đối với các dược sĩ nhà thuốc thì chúng ta vừa được nghe tràn ngập các thông tin mà cũng khó lòng mà các anh chị nhớ được. Có lẽ là tôi sẽ xin thầy Bảy cái bài giảng này để chia sẻ với các anh chị. Ở trên trong cái slide này có rất là nhiều cái bản tổng kết rất là lý thú, rất là cần thiết cho cái công việc tìm hiểu về thuốc hạ huyết áp. Bây giờ các anh chị nào có những ý kiến gì cần thắc mắc, cần hỏi, cần chia sẻ với tiến sĩ Bảy thì mời các anh chị gõ vào cửa sổ chat. Chúng ta sẽ không mở mic lên nói như các anh chị có thể gõ vào cửa sổ chat và chúng ta sẽ cùng nhau Q&A với lại tiến sĩ Bảy, một người có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực dược lâm sàng. Mời các anh chị ạ. Chúng ta sẽ có khoảng 10-15 phút để kêu bạn này. Rồi, tôi có câu hỏi đầu tiên là cho em hỏi có chống chỉ định khi dùng chung giữa nhóm chẹn kênh canxi và canxi, tại sao, xin thầy giải thích cơ chế. Dương nghe rõ thầy Dương ơi. Cho em hỏi có chống chỉ định khi dùng chung giữa nhóm chẹn kênh canxi và canxi, cơ chế nó là như thế nào? Tức là dùng các cái thuốc canxi mà dùng chung á thì có chống chỉ định không, đúng không mấy chị ơi? Dạ đúng rồi. Mấy chị ơi, giữa cái nhóm ví dụ như bây giờ bệnh nhân đang tăng huyết áp mà bác sĩ kê amlodipine cộng với hẹp xơ thì dược lâm sàng có phát đơn hay không? Câu trả lời là không. Không, bạn này bạn muốn hỏi là thuốc nifedipine và canxi uống chứ không phải là hẹp xơ đâu thầy. Canxi hả? Đúng rồi. Hiểu. Nó có chống chỉ định khi dùng với chẹn kênh canxi không? Canxi uống. Cái này đâu có chống chỉ định đâu anh Dương ơi, em lên tra cái tương tác thì đâu có thấy tương tác thuốc. Vâng, thì cái đây là cái các bạn học viên hỏi thầy thôi.
Vâng. Rồi một câu hỏi nữa là chào thầy, thuốc huyết áp hay cho sử dụng buổi sáng nhưng bệnh nhân lại hay tăng huyết áp vào buổi chiều. Vậy có thể chuyển sang uống vào buổi chiều được không? À, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Các anh chị ơi, thì nếu mà mấy anh chị đo cái huyết áp Holter 24 giờ của một người bình thường thì một cái nhóm nghiên cứu, tức là sau khi mình thống kê lại, mình thống kê mình vẽ một cái đường biểu diễn tăng huyết áp thì cái đỉnh nó có hai cái đỉnh, đỉnh khoảng buổi sáng khoảng khoảng 6-7 giờ sáng và 6-7 giờ chiều, thì cái đỉnh buổi sáng nó sẽ cao hơn đỉnh buổi chiều nhiều. Thì bệnh nhân uống thông thường, mấy chị thấy bác sĩ kê đơn cái nhịp sinh lý bình thường là huyết áp buổi sáng, cái đỉnh buổi sáng sẽ cao hơn đỉnh buổi chiều, cho nên mấy chị thấy buổi sáng bác sĩ sẽ kê buổi sáng và buổi chiều, buổi trưa là cái chuẩn, cho nên là hai cái điểm đó là thời điểm xảy ra đột quỵ nhiều nhất, và uống buổi sáng nhiều hơn cái liều cao hơn buổi buổi chiều. Còn riêng cái đối với cái một cái bệnh nhân mà buổi chiều cao á, thì có thể là nên dùng một cái thuốc, đương nhiên là buổi chiều vẫn được rồi, ngoại trừ mình không nên dùng các thuốc lợi tiểu để bệnh nhân là bị tiểu mất ngủ thôi. À, một câu Bình hỏi thường nữa thôi là anh em chị nhờ ơi. tiến sĩ cho em hỏi, nếu trường hợp bệnh nhân huyết áp cao là 189 trên 110, em cho ngậm tắp Captopril và uống luôn được không? Cảm ơn bạn. Bây giờ là mấy anh chị thấy không, bây giờ nếu một một viên capsule nó trung bình, một viên thuốc huyết áp nó hạ trung bình khoảng 10 thôi, lân cận 10 mm thủy ngân thôi, nếu 180 như vậy, 100 trên 110 như vậy là rất cao rồi, bạn có thể dùng hai viên luôn, tức là vừa uống một cái viên nhậm nhậm một viên Captopril và một cái viên mà nếu mà khoảng 10 nửa, nửa tiếng sau hay gì đó, hoặc 15 phút mà nó không ngã thì thêm một viên đi phơi cũng được, nhưng mà hai cơ chế khác nhau thì tốt hơn, và đưa bệnh nhân đi đến bệnh viện cấp cứu thôi. Được mấy anh À, chị. trong trong cấp cứu thì chúng ta sẽ có hai cái chế phẩm nha các anh chị, Captopril hoặc là Nifedipine 10 mg thì sẽ được ưu tiên sử dụng cho cấp cứu. Rồi một câu hỏi nữa là cho em hỏi có nên sử dụng Bisoprolol cho bệnh nhân COPD không? Cái vấn đề mà mình dùng cái ức chế beta cho bệnh nhân mà COPD hoặc là hen thì đối với ngoại trú thì thêm mức độ nặng nữa, nhưng mà bệnh nhân mà nội trú thì tôi cam kết là ok hết tất cả mọi trường hợp, tức là nếu dùng liều thấp mà bác sĩ theo dõi được thì vẫn được, còn ngoại trú thì là không nên. Coi tắc khí quản thì bệnh nhân sẽ trầm trọng thêm, nếu bệnh nhân COPD thì chắc chắn dùng đồng gận beta rồi, đồng gận beta là salbutamol maltolin phosphate rồi, mà bây giờ dùng thêm ức chế beta nó ngược nhau chắc chắn rồi, cho nên nếu mà cần để kiểm soát nhịp tim thì khuyên bạn nên chuyển sang rằng rằng diazem, nếu không cho hay không suy tim, hoặc là nếu mà suy tim thì không được dùng chặn beta mà không không được dùng diazem nữa, mà nên dùng ivabradin hoặc là digoxin. Chứ còn huyết áp À, thì dùng cái thuốc khác để kiểm soát cái huyết áp đi bạn ơi. À, thấy gì đó, mình theo kinh nghiệm của mình là vậy á. rồi một câu hỏi nữa đó là bệnh nhân uống Coa Provel 4 4 năm nay, Coa Provel trong 4 năm, huyết áp hiện tại kiểm soát là 130 trên 80, vậy có nên tiếp tục uống hay khám lại để đổi thuốc nhẹ hơn, ít tác dụng phụ hơn? Coa Rovell là một cái phối hợp rồi đúng không anh Dương, một cái thằng Dạ. Ibesartan và hydrochlorothiazide, hai cái phối hợp là tuyệt vời rồi anh Dương ơi, bạn ơi, bây giờ nếu mà huyết áp 13,8 thì là ổn rồi. À, thực ra nếu các bạn buông thuốc mà huyết áp không tăng lên thì chúng ta có thể là ngưng được, còn nếu đổi thuốc nhẹ mà nó tăng lên trở lại thì đó là công việc của bác sĩ. À, nó không phải là công việc của dược sĩ chúng ta các anh chị. Mình nên kiểm À, tra một cái câu bệnh thận thôi, có chống chỉ định hay dạ. không thôi, chứ còn còn cái mức gáp như thế bệnh nhân dược chỉ lên sàn mà tư vấn như vậy là ổn rồi. Thưa thầy, bệnh nhân đang dùng thuốc phối hợp hai thành phần, huyết áp còn trên 140 trên 90 thì nên chuyển sang ba thành phần hay tăng liều hai thành phần đang dùng? Hiện có những chế phẩm ba thành phần nào? Em cảm ơn thầy. À, cái vấn đề mà mình bây giờ nếu mà mình tăng liều của hai thuốc
hoặc là phối hợp thêm ba thuốc. Thì tùy cơ địa bệnh nhân, nếu mình mà bệnh nhân mà mình phối hợp thêm một cái nhóm thuốc thứ ba, nhưng mà đừng chống chỉ định nha. Chưa có. Alo. À, cứ nói tiếp đi. Mấy chị ơi, tức là cái trường hợp mà anh chị hỏi á, đương nhiên hai hướng vẫn được hết, tức là nếu mà mình tăng liều thì vẫn được, hoặc là mình phối hợp thêm một thuốc thứ ba, với điều kiện là cái thuốc thứ ba nó không rơi vào cái chống chỉ định, thế thôi. Còn tăng liều vẫn được, trong trong cái thực hành lâm sàng thì vẫn có hai trường hợp đó mấy chị à, tức là mình vẫn tăng liều ha. Và tăng liều trong hai thuốc đó mình tăng một liều lên nữa thì ổn cũng được. À, cái câu hỏi này của bạn Thùy Ngân là nó sẽ bị thiếu thông tin đó bạn, tức là bệnh nhân đó thì thể trạng như thế nào, chức năng thận như đúng thế rồi. Nào rồi tim có ra sao không, cho nên không thể trả lời câu hỏi của bạn một cách chính xác được đâu. Công việc đó là của các bác sĩ tim mạch. Rồi thầy ơi, cho em hỏi, nếu bệnh nhân uống ACE mà bị ho thì mình có thể dùng thuốc trị ho hay là đổi qua nhóm khác? Cái này trường hợp này tốt nhất là nếu mà ho chính xác do ức chế men chuyển thì nên chuyển sang nhóm khác thôi, chứ không dùng ức chế men chuyển rồi bị trị ho đâu bạn ơi. Do cho em hỏi, bệnh nhân lên huyết áp cao mà người nhà muốn cho bệnh nhân uống một viên thuốc trước khi đi bệnh viện, vậy dược sĩ có thể đưa cho bệnh nhân một viên thuốc hạ huyết áp như giống như chúng ta nói lúc nãy là captopril được không, hay là phải đưa vào bệnh nhân vào bệnh viện? Thế tôi nghĩ trước nhất là mình trước khi đi bệnh viện thì bệnh nhân mình đau huyết áp cao thì mình nên cho một bệnh nhân ngậm một viên captopril hoặc nifedipine 10 để đưa bệnh nhân đi bệnh viện, chứ còn để cao thì nó không tốt cho bệnh nhân đó mấy chị, nên là như vậy. Rồi một bạn có câu hỏi đó là cứ đến 9 giờ mà bị mệt là bị sao vậy thầy? Thì câu hỏi này tôi nghĩ là sẽ rất khó trả lời, người ta phải kiểm tra sức khỏe tổng quát của bạn rồi mới đưa ra câu trả lời được, chứ không thể giải thích bằng huyết áp làm cho mình mệt được đâu bạn, bạn Quách Dương Liễu. Vâng, bây giờ đã là 12 giờ 30 phút. Có lẽ là chúng ta đã có rất là nhiều câu hỏi Q&A, thì có lẽ là tôi xin cái số lượng câu hỏi cũng đã hết và tôi cũng xin thời gian cũng hết, nên tôi xin dừng cái phần kia bạn thầy đây. Mà thay mặt cho Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho các bạn chị học viên trong lớp, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Bảy đã có những cái phần chia sẻ hết sức là chi tiết và hết sức là thực tiễn đến với các anh chị học viên về cái việc tư vấn nhóm thuốc hạ huyết áp. Xin cảm ơn thầy và xin hẹn gặp thầy ở trong những lớp học khác. Xin cảm ơn thầy Dương, xin cảm ơn ban tổ chức. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin phép chào ạ. Vâng, xin chào thầy ạ. Thầy có thể stop xe được. Kính thưa các anh chị học viên, bây giờ là 13 giờ 30 phút. 10 là 2 giờ 30 phút. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong 5 phút rồi chúng ta sẽ quay trở lại lớp học. Xin mời các anh chị nghỉ ngơi. Kính thưa các anh chị
À, xin mời các anh chị chúng ta quay trở lại lớp học ạ. À, kính thưa các anh chị học viên, ở phần đầu tiên của buổi học thì tôi bị cái lỗi kỹ thuật trên thiết bị nên tôi không chia sẻ được cái lịch học của chúng ta trong 3 ngày. Bây giờ tôi xin chia sẻ lại. À, lớp học của chúng ta sẽ diễn ra trong 3 ngày, trong 3 buổi chiều, ngày 7, ngày 8, ngày 9 của tháng 3 năm 2003. 2023. Và trong 3 ngày ấy thì chúng ta sẽ có cái lịch trình làm việc như sau. Sau phần khai mạc của ban lãnh đạo của Hội Dược học Thành phố Hồ Chí Minh thì các anh chị và các bạn vừa nghe xong cái bài tư vấn sử dụng thuốc hạ huyết áp. Tôi mời đến đây một tiến sĩ dược học. Anh có rất là nhiều kinh nghiệm về mặt dược lâm sàng nhờ những năm tháng làm ở trong bệnh viện. Tuy nhiên trong cái phần chia sẻ của tiến sĩ Bảy á, thì tôi nghĩ là tiến sĩ Bảy sẽ coi chúng ta như những dược sĩ đang làm trong bệnh viện. Do vậy anh nói cũng hơi nhanh một xíu, cho nên là tôi sẽ xin lại cái những cái slide này gửi tới các anh chị để sau này các anh chị lưu lại ở trong cái nhà thuốc của mình để chúng ta có thể xem lại chỉ định, chống chỉ định, ưu nhược điểm của các nhóm thuốc hạ huyết áp, cách thức họ phối hợp như thế nào, thuốc nào được sử dụng cho tình trạng ví dụ như là đái tháo đường, suy tim, hen suyễn thì người ta sẽ ưu tiên những nhóm thuốc hạ huyết áp nào. Thì chúng ta đã được nghe tất cả các thông tin ấy và đúng theo cái guideline của Bộ Y tế. Các anh chị sẽ thấy là ở nhà thuốc á, thì chúng ta đọc đơn, chúng ta bình đơn thường là rất kém, bởi vì chúng ta không đủ cái kiến thức về dược lâm sàng để chúng ta bình đơn. Còn ở trong bệnh viện thì các dược sĩ phải làm công việc này thường xuyên. Đó là một công việc rất nhức đầu nhưng mà theo tôi là rất là lý thú. Như vậy sau phần 1 là một cái bài rất là nặng, phần dược lâm sàng của tiến sĩ Võ Văn Bảy, thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần 2 là cái kỹ năng tư vấn tại nhà thuốc. Thì chiều nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn về cái đề tài là chúng ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân loãng xương và tăng trưởng chiều cao trong nhà thuốc như thế nào cho nó chính xác. Trong ngày mai thì các anh chị sẽ có hai cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất đó là chủ đề là tư vấn sử dụng thuốc trong kiểm soát triệu chứng hậu COVID. Bài này sẽ do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Một chuyên gia rất là có nhiều uy tín và rất là có nhiều kinh nghiệm. Rồi phần 2 của buổi chiều ngày mai các anh chị sẽ nghe một cái bài thuộc về pháp chế dược. Đó là chúng ta sẽ quản lý cái thuốc kiểm soát đặc biệt, sắp xếp thuốc kê đơn và không kê đơn tại nhà thuốc như thế nào cho chính xác. Phần này các anh chị sẽ nghe thạc sĩ dược sĩ Trần Thị Như Thủy, một chuyên gia đến từ phòng nghiệp vụ dược Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Trong chương trình của Hội Dược học thì các anh chị sẽ được thu nhận các cái thông tin rất là đều, phần quản lý dược, pháp chế dược, rồi phần dược lâm sàng, rồi phần kỹ năng tư vấn, rồi phần quản lý nhà thuốc. Chúng tôi sẽ có rất là nhiều cái chuyên gia chia sẻ các đề tài này với các anh chị. Trong ngày thứ ba thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nghe một cái chủ đề về tư vấn, đó là tư vấn hỗ trợ tái tạo sụn khớp tại nhà thuốc như thế nào cho nó hay. Bài này tôi sẽ chia sẻ với các anh chị. Rồi tới 12 giờ 30, 14 giờ 30 thì các anh chị sẽ nghe một cái chủ đề nữa, đó là tư vấn sử dụng thuốc tránh thai. Trong buổi học lần trước các anh chị học viên có đề nghị và trong chương trình này thạc sĩ bác sĩ Đặng Lê Dũng Hạnh, một chuyên gia sản khoa tới từ Bệnh viện Hùng Vương sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn đề tài này. Cuối buổi thứ ba chúng ta sẽ làm một công việc quan trọng, đó là bài thi cuối khóa. Rất là nhiều các anh chị đang thắc mắc là chúng ta sẽ thi như thế nào. Thì chúng ta học online và chúng ta cũng sẽ thi online. Chúng tôi sẽ có một bài thi làm trên nền tảng Google Form. Các bạn muốn làm được bài thi này, các anh chị và các bạn phải có tài khoản, phải có Gmail nha các anh chị. Các anh chị mới làm được. Cho nên các anh chị hãy chuẩn bị cho mình một cái Gmail và nhớ được password. Và sau đó các anh chị mới làm bài thi được. Trong bài thi, các anh chị sẽ nộp luôn cái hồ sơ cá nhân. Sau khi kê khai thông tin cá nhân thì các anh chị nộp hồ sơ cá nhân gồm có 4 bức hình.
Bức hình thứ nhất, đó là cái ảnh cá nhân của anh chị, quay điện thoại lại chụp mình là được. Tiếp sau là một bức ảnh căn cước công dân mặt trước, một bức ảnh căn cước công dân mặt sau là ảnh thứ ba, và cái ảnh thứ tư là văn bằng chuyên môn. Các anh chị có thể chụp giấy cái chứng chỉ hành nghề hoặc là cái bằng dược sĩ, đại học, trung học hay cao đẳng gì cũng được. Thì tôi xin nhắc lại là hồ sơ cá nhân các anh chị sẽ nộp online, không nộp về văn phòng hội, cũng không nộp bản cứng ha, cũng không có gửi lên trên nhóm, mà các anh chị nộp để đảm bảo thông tin cá nhân nó bí mật á, thì anh chị chỉ nộp vào trong cái bài thi này thôi. Hồ sơ này sẽ được lưu lại văn phòng của hội dược học thành phố Hồ Chí Minh. Đây là quy định bắt buộc nên các anh chị phải có đủ bốn tấm hình này đính kèm trong cái bài thi. Sau đó các anh chị sẽ thấy một cái bài thi gồm 20 câu hỏi nó hiện ra. Các anh chị làm bài thi đạt trên 10 điểm. Xin lỗi, đạt đúng trên 10, đúng trên 5 điểm, có nghĩa là được 10 trên 20 câu trả lời. 10 câu đúng là các anh chị được cấp CME. Thì đó là cái phần chia sẻ của tôi về cái lịch học cũng như là cái việc làm bài thi. Địa chỉ nhận CME các anh chị cũng phải khai báo trong cái Google Form đó luôn các anh chị. Và các anh chị mà khai sai á là cái CME nó không về nhà mình được đâu nha. Tên họ phải đúng. Rồi số điện thoại phải đúng. Và nơi nhận phải đúng. Tuy nhiên là tất cả các thông tin các anh chị khai trên đó nó đều đi vào trong cái CME các anh chị hết, nên các anh chị phải khai cho chính xác ha. Chuyện này tới ngày ngày 3 thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn bây giờ thì tôi mời các anh chị cùng nghe cái một cái đề tài nhẹ nhàng. Đó là tư vấn cho bệnh nhân loãng xương và tư vấn tăng trưởng chiều cao cho trẻ em tại nhà thuốc như thế nào cho nó lý thú. Xin lỗi quý vị là lớp học này tôi là một người chủ trì, nhưng mà do những ngày vừa qua tôi có quá nhiều lớp học, nói quá nhiều bây giờ nó khan tiếng nên là cái âm thanh nó không được tốt lắm. Quý vị thông cảm. Bây giờ chúng ta sẽ nói về loãng xương. Thì theo định nghĩa, loãng xương là gì? Loãng xương là một rối loạn chuyển hóa của bộ xương, gây tổn thương sức mạnh của xương, dẫn tới tăng nguy cơ gãy xương. Nếu các anh chị hiểu loãng xương là thiếu hụt canxi là chúng ta hiểu còn phiến diện. Chúng ta phải hiểu đó là toàn bộ cái khối lượng xương cũng như là sức mạnh của xương nữa. Lát nữa qua cái phần cấu trúc của xương thì các anh chị sẽ thấy là nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào một cái canxi không á, là chúng ta sẽ sai đó nha. Sức mạnh của bộ xương của chúng ta bao gồm sự toàn vẹn cả về khối lượng lẫn chất lượng. Khối lượng xương nó được biểu hiện bằng mật độ khoáng của xương. Rồi trọng lượng của xương nữa. Chất lượng xương của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Chất lượng của bộ xương của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào cái thể tích, là thể tích chung của xương và vi cấu trúc của xương. Cái thể tích của xương nó không giảm nhưng vi cấu trúc của nó bị tổn thương, đó là thành phần chất nền cũng như chất khoáng, thì xương chúng ta nó sẽ không có chất lượng. Xương của chúng ta nó sẽ cấu tạo từ hai thành phần. Một, đó là cái chất nền, đó chính là cái sợi collagen type 1 của chương trình. Và thứ hai là các chất khoáng cơ bản, đó là canxi và phosphor nó gắn lên nữa. Nên là nếu chúng ta chỉ nghĩ mỗi một cái canxi không á, là chúng ta sẽ bị phiến diện. Nói tới chất lượng xương thì người ta sẽ quan tâm tới một cái cụm từ, đó là chu chuyển xương. Thì ở trong cái tế bào, trong cái xương thì nó sẽ có tế bào sinh xương và tế bào hủy xương. Tế bào sinh xương thì nó sẽ sinh ra xương mới, còn tế bào hủy xương thì nó sẽ hủy cái cũ đi để nó xây cái mới. Khi mà quá trình xây Thầy ơi, nãy giờ slide nó chưa chạy á Ủa nãy giờ nó không chạy hả? thầy. Chưa. Nó còn đang dừng ở đâu các anh chị? Nó dừng ở đầu luôn thầy. Ồ, vậy để tôi stop xe tôi làm lại thử xem.
Rồi các anh chị có thấy nó chuyển slide chưa ạ? Đang điền thôi. Nó đang bị mất mạng. Nó đang không còn đang chưa chỉnh xong. Tôi nghĩ cái này là do cái đường. Các anh chị nhìn thấy chưa? Dạ thấy rồi thầy. Rồi cái này là do cái đường truyền nó đẩy tôi rơi ra khỏi cái Zoom các anh chị luôn. Nó chỉ còn lại cái ảnh cũ thôi. Rồi bây giờ chúng ta tôi xin chiếu lại cái slide này. Từ đầu cho nó đơn giản đi. Đó là cho các anh chị nhìn thấy lại một lần nữa. Tín hiệu bây giờ nó vô cùng là chập chờn. Loãng xương là một sự rối loạn chuyển hóa của bộ xương, nó gây tổn thương sức mạnh của xương, tăng tới nguy cơ gãy xương. Rồi sức mạnh của bộ xương bao gồm cả về mặt khối lượng và chất lượng nữa, chứ không phải là chỉ là khối lượng không. Rồi khối lượng xương thì được biểu hiện bằng mật độ khoáng và cái vi cấu trúc của xương và cái khối lượng của nó nữa ha. Còn cái chất lượng của nó thì nó phụ thuộc vào thể tích và cái vi cấu trúc của xương như tôi đã chia sẻ với các anh chị. Rồi cái chu chuyển xương cũng là một cái đề tài, một cái yếu tố quan trọng mà trong lúc tư vấn các anh chị phải quan tâm tới nó. Tức là ở những người càng lớn tuổi thì cái khả năng sinh xương nó sẽ kém hơn so với khả năng hủy xương. Thì lúc đó các anh chị sẽ thấy là chúng ta phải tư vấn về cái việc là làm sao mà kích thích cho nó sinh xương ra, hoặc là chúng ta phải ức chế sự hủy xương. Đó là cơ chế tác động của cái nhóm chống hủy xương bifosphonate. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân loại loãng xương. Thì người ta sẽ thấy là sẽ có loãng xương ở người già. Các bạn đừng nghĩ tới việc phân loại đó là chúng ta chỉ nói tới độ loãng xương thôi nha, mà chúng ta phải nói tới nhóm loãng xương. Đó là loãng xương ở người già, hay là còn gọi là loãng xương tiên phát. Tức là cứ già đi rồi thì lúc đó quá trình hủy xương nó tăng lên, quá trình sinh xương thì nó kém đi, thì xương chúng ta sẽ loãng dần đi. Nó loãng dần, nó sẽ tổn thương dần cả về mặt khối lượng, cả về mặt thể tích, cũng như là về mặt vi cấu trúc của nó. Nguyên nhân đó là do tế bào sinh xương nó bị lão hóa đi thôi. Cái này thì tôi nghĩ là ai cũng có thể hiểu. Một yếu tố nữa mà các anh chị phải lưu tâm tới đó là do sự cản trở hấp thu canxi ở ruột. Yếu tố này là gì thì lát nữa chúng ta sẽ nói. Rồi sự suy giảm của các hormone sinh dục. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng các anh chị. Các anh chị sẽ thấy là tỷ lệ nữ thì sẽ bị loãng xương cao hơn nam, bởi vì phụ nữ họ sẽ mãn kinh sớm hơn là sự tác dục của nam. Và chúng ta sẽ đem luôn cái đề tài mãn kinh ra để bàn luận, bởi vì nó là một yếu tố quan trọng trong quá trình tư vấn cho các anh chị. Người phụ nữ tới quá trình mãn kinh thì cái khả năng loãng xương của họ là rất cao. Chúng ta phải đo độ loãng xương cho tất cả phụ nữ thuộc nhóm tuổi này. Thì quá trình mãn kinh với sự hiếm hụt estrogen nó làm nặng hơn cái tình trạng mà loãng xương do tuổi. Phụ nữ lớn tuổi là loãng xương rồi, nhưng mà khi mà họ mãn kinh thì người ta rơi xuống một cái hố. Estrogen nó tụt giảm đột ngột thì chúng ta sẽ bị loãng xương nghiêm trọng hơn. Đặc điểm thì nó cũng tương tự với sự già hóa thôi.
nó sẽ còn một sự loãng xương nữa, đó là sự loãng xương thứ phát. Hồi nãy là sự loãng xương tiên phát, còn sự loãng xương thứ phát thì các anh chị gặp ở đâu? Chúng ta sẽ thấy này, một bệnh nhân bị loãng xương nó sẽ trở nên nặng nề hơn, sớm hơn, nhiều biến chứng hơn nếu người bệnh có thêm một hoặc nhiều yếu tố sau đây. Thứ nhất là người kém phát triển thể chất từ nhỏ, đó là mấy người bị còi xương đó các anh chị, thì cái nồng độ đỉnh, nồng độ khoáng đỉnh của xương ở lúc trưởng thành nó rất là thấp. Do vậy tới khi lớn tuổi là cái nguy cơ loãng xương nó sẽ nặng hơn người khác rất là nhiều. Tiếp theo là yếu tố nguy cơ, thì chúng ta sẽ thấy là những gia đình mà có cha hoặc mẹ bị loãng xương hoặc gãy xương á, thì con cái chúng ta phải lo dần đi. Rồi những người ít hoạt động thể lực, ít vận động ngoài trời, hoặc là những người nằm bất động lâu ngày ở trên giường do bệnh tật hoặc là do nghề nghiệp, thì là những người này nguy cơ loãng xương nó sẽ lớn hơn người khác. Những người mắc một số bệnh sau đây: thiểu năng tuyến sinh dục nam nữ, nó sụt giảm hormone sinh dục thì nó dễ bị loãng xương. Những người bị các bệnh nội tiết như là cường giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, suy thận mãn, những người chạy thận, rồi những cái bệnh viêm khớp dạng thấp hay là thoái khớp là những người mà yếu tố nguy cơ loãng xương là rất cao. Rồi những người mà sử dụng dài hạn một số thuốc như là thuốc chống động kinh này, tiểu đường này, chống đông này, hay là nhóm corticoid này, thì nguy cơ loãng xương là rất cao. Những cái này thì tôi nghĩ là dược sĩ nào cũng am hiểu rồi, chúng ta không đi sâu vào nó làm gì. Bây giờ chúng ta sẽ nói về triệu chứng. Thì loãng xương, cái nguy hiểm của căn bệnh loãng xương đó là nó là một cái bệnh nó có diễn tiến âm thầm, nó không có triệu chứng lâm sàng đặc trưng, và nó chỉ biểu hiện khi đã có biến chứng, mà biến chứng đó thường sẽ là biến dạng cột sống thân thể hoặc là bị gãy xương. Tuy nhiên là một dược sĩ á, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân á, thì chúng ta phải làm sao là phòng bệnh cho bệnh nhân, chứ đợi xương nó gãy rồi mới chẩn đoán thì nói làm gì nữa, đúng không? Thì ở trong cái loãng xương á, nó có một triệu chứng rất là lý thú, đó là triệu chứng đau lưng các anh chị. Khi cái viên cấu trúc của xương nó bị lỏng lẻo đi thì xương nó dễ bị biến dạng, nó dẫn tới là đau. Nhưng mà lúc đó thì thường bệnh nhân sẽ đổ thừa là ôi tôi bị thoái hóa khớp nên tôi đau lưng. Đấy, nhưng mà không phải, lúc đó là người ta đau lưng bởi cái viên cấu trúc xương nó bị lỏng lẻo đi. Và cái này, cái triệu chứng đau 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 nhất này nè, tôi biết được rõ nhất khi tôi nghiên cứu về một căn bệnh có tên là xương thủy tinh. Bệnh xương thủy tinh là một bệnh người ta gọi là bệnh xương bất toàn á, nó là một bệnh di truyền, và nó là một cái bệnh rất là hiếm gặp. Đứa bé sinh ra thì nó không tạo ra được cái sợi collagen ở trong cấu trúc của xương, do vậy cái xương của nó rất là dễ gãy. Khi mà cái viên cấu trúc của xương nó lỏng lẻo như vậy thì đứa bé nó bị đau các anh chị, vừa sinh ra là nó nằm nó khóc ừ từ tối tới sáng, từ sáng tới tối, sau đó là đụng vào là gãy, đụng vào là gãy. Sau khi đi khám thì bác sĩ mới thông báo là đứa bé này bị xương thủy tinh. Thì sau khi điều trị được căn bệnh xương thủy tinh thì đứa bé nó sẽ hết bị đau lưng, nó hết bị nhức mình, nó hết khóc. Và từ khi biết cái thông tin đó thì tôi mới để ý tới nhiều về cái triệu chứng đau lưng ở người bị loãng xương. Sau này các anh chị hỏi kỹ bệnh nhân mình mà xem, sẽ thấy. Còn khi cột sống bị biến dạng như là gù, vẹo hay là giảm chiều cao do thân cái đốt sống nó bị gãy, nó sụp xuống thì lúc này là quá tệ rồi, đúng không? Chúng ta phải biết từ sớm hơn một chút để bệnh nhân không bị biến dạng cột sống. Còn một triệu chứng nữa đó là đau, đau cái ngực, đau cái xương sườn á, khó thở, chậm tim do nó ảnh hưởng tới lồng ngực và thân các đốt sống. Rồi gãy xương nó sẽ xuất hiện sau những chấn thương nhẹ, thậm chí là không thấy rõ chấn thương mà vẫn gãy, thì lúc đó là người ta mới phát hiện rằng mình bị loãng xương. Hello. Triệu chứng cận lâm sàng
thì người ta sẽ có X quang quy ước, thì người ta thấy là hình ảnh đốt sống nó tăng thấu quang lên, biến dạng thân đốt sống, và các xương dài nó thường nó giảm cái độ dày của thân xương. Những cái này thì dược sĩ chúng ta thường ít được nhìn thấy, các bác sĩ thì người ta sẽ được nhìn thấy cái này bình thường hơn. Nếu các anh chị làm dược lâm sàng trong bệnh viện thì các anh chị sẽ được xem, còn là nhà thuốc chúng ta thì chúng ta gần như chúng ta không đọc được phim X quang này. Còn cái mà người ta thường làm nhất, có giá trị nhất, đó là đo khối lượng xương bằng phương pháp đo TX năng hấp thụ TX năng lượng kép, DEX. Người ta sẽ đo ở có thể một phương pháp khác, đó là đo số lượng khứa xương ở ngoại vi bằng phương pháp siêu âm, mà các anh chị thấy các hãng nó hay mang tới nhà thuốc mình để người ta làm á, thì cái đó nó không chính xác, nó chỉ có tính tham khảo thôi. Còn CT scanner hoặc MRI thì cũng được các bác sĩ sử dụng để đánh giá cái chất lượng và khối lượng xương. Tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương của Tổ chức Y tế Thế giới đó là người ta sẽ đo mật độ xương tại cột sống thắt lưng và cổ xương đùi theo phương pháp DXA mà chúng ta mới nói lúc nãy. Nếu bệnh nhân có cái T-score từ âm 1 SD trở lên thì bệnh nhân có xương bình thường. Nếu bệnh nhân có T-score từ âm 1 SD đến âm 2,5 SD thì đây là người bị thiếu xương. Cũng giống như tiền đái tháo đường với lại đái tháo đường vậy, thì cái đây là thiếu xương. Lúc này chúng ta phải chăm lo rồi. Còn bệnh nhân sẽ được định là bị bệnh loãng xương nếu có T-score thấp hơn âm 2,5 SD và được xem là loãng xương nặng nếu T-score dưới âm 2,5 SD và kèm theo tiền sử hiện tại có gãy xương, thì lúc này là nặng nề rồi. Đó, chúng ta có thể trả lời bệnh nhân về việc đánh giá cái T-score như vậy. Bây giờ để điều trị thì chúng ta sẽ có các biện pháp không dùng thuốc. Các anh chị sẽ có các biện pháp không dùng thuốc. Ví dụ như là uống, tập thể dục này, chế độ ăn này, chế độ uống này. Lát nữa chúng ta sẽ nói chi tiết ở đằng sau. Rồi tiếp sau nữa, đó là phần việc của nhà thuốc mình đó. Đây, hình như tôi cũng liệt kê ra đây luôn nè. Đó là chế độ ăn uống, bổ sung cái nguồn thức ăn giàu canxi. Rất là nhiều người nói với tôi là cần phải ăn tôm mà phải ăn nguyên vỏ. Thì cái ăn tôm nguyên vỏ nó chỉ có giá trị với các loại tôm cua mà nhỏ. Còn tôm cua mà lớn là không có giàu canxi đâu. Chúng ta phải ăn tôm, các loại tôm cua nhỏ, nhai luôn, nguyên con. Rồi tránh các yếu tố nguy cơ như thuốc lá, cà phê hay rượu để nó làm giảm hấp thu canxi tại ruột. Rồi tránh thừa cân hay là thiếu cân. Rồi chế độ sinh hoạt thì chúng ta phải tăng cường vận động, tăng sự dẻo dai cơ bắp và tránh té ngã. Các anh chị sẽ được mục thị cái này rõ ràng nhất nếu các anh chị đến một nơi, đó là nó có tên là làng trẻ xương thủy tinh. Tôi đã có lần có rất là nhiều lần tới đấy, thì ở đó các em bé được thực hiện, các bé mà bị xương thủy tinh đó các anh chị, được thực hiện một cách vô cùng nghiêm ngặt. Ở trong cái làng đó là toàn bộ cái nền của nó được lót bằng mút. Cái môn thể thao mà nó được quyền chơi đó chính là bơi lội, còn các môn khác đá banh đá cầu gì đó là nó không được chơi. Thì cái này các anh chị sẽ được nhìn thấy cái đó một cách mà chu đáo nhất, chính xác nhất ở trong cái làng đấy. Rồi việc sử dụng các cái dụng cụ dụng cụ nẹp chỉnh hình cho cột sống, cho khớp háng để giảm sự tì đè lên cột sống, đầu xương và các xương vùng hông. Đây là cái sự tư vấn của bên vật lý trị liệu thì thường nó sẽ chính xác hơn nhà thuốc chúng ta. Chúng ta ở trong nhà thuốc của tôi thì tôi có rất là nhiều các cái thiết bị này để bán cho bệnh nhân. Còn trong các nhà thuốc khác khi tôi vào tôi hỏi thì thường là các anh chị ít khi nào bán mấy cái loại này. Bây giờ để điều trị cái loãng xương thì chúng ta sẽ có các thuốc bổ sung hỗ trợ cho bệnh nhân loãng xương nếu như chế độ ăn hàng ngày nó không có đủ để cung cấp. Thứ nhất là các anh chị, cái đầu tiên chúng ta phải nói tới là phải bổ sung canxi.
với người loãng xương thì cần từ 500 tới 1.500 mg mỗi ngày. À, và vitamin D là một cái hành trang kèm theo. Luật bất thành văn là bao giờ canxi cũng đi với D cả. À, vì không có D thì chúng ta sẽ không mang canxi vào xương được. À, một nhóm thuốc nữa, như tôi nói, các bạn bổ sung canxi vào. À, nhưng mà có hai vấn đề. Một là canxi nó không mang vào trong xương được, à, thì cũng không làm được gì. À, chúng ta phải có bổ sung cái yếu tố giúp mang canxi vào xương. Yếu tố là gì đằng sau ta sẽ nói. Còn chúng ta có một cách làm khác nữa, đó là không sinh được xương thì chúng ta sẽ chống hủy xương, hoặc là chúng ta vừa gia tăng sinh ra xương mà vừa chống hủy xương, thì để làm quá trình chống loãng xương chúng ta nó sẽ hiệu quả gấp đôi lên. Thì các thuốc thuộc nhóm bifosfonat là thuốc có tác động chống hủy xương. À, đây là nhóm thuốc được lựa chọn đầu tiên trong các bệnh lý loãng xương ở người già, phụ nữ sau mãn kinh, à, hoặc là mãn dục ở nam giới, hoặc là đang sử dụng corticoid. Hoặc chất thì các bạn sẽ có là alendronat 70 mg uống một tuần một viên, hoặc 35 mg uống một ngày, mỗi ngày một viên, và cholecalciferol 2800 ui kèm theo. Các anh chị có thể có risperidone, những cái thuốc này rất là quen thuộc rồi. Tôi chỉ xin giới thiệu với các anh chị một cái thứ mới một tí. Trong một lần theo dõi điều trị của một bệnh nhân ung thư xương, tôi vô tình được theo dõi cái hiệu quả điều trị của một hoạt chất có tên là zoledronic acid. Trên thị trường hiện nay, đây là một thuốc 4 mg, đây là một thuốc truyền tĩnh mạch các anh chị. Và điểm hay của nó là một năm chỉ cần truyền một liều duy nhất thôi là xong. Thuốc nó có khả năng có khả dụng sinh học vượt trội so với đường uống. Tôi nhớ là cái bệnh nhân ung thư xương của tôi là một tháng mới truyền một chai, và sau khi truyền vào là những cái xương đang gãy nó liền lại trong vài ngày sau. Tức là trước đó người ta chụp hình là gãy 4-5 cái xương sườn, sau khi truyền lại một tuần sau chụp lại là liền hết mấy xương sườn đó lại. Rất là cái hiệu quả của nó rất là kinh khủng. Và sau này các bệnh nhân được các bệnh viện lớn điều trị và sử dụng cái này dưới hai cái tên, một là Aclatna, hai là Yometa, của một bên là của Sandoz, một bên là của Novartis, là những cái chế phẩm vô cùng hiệu quả. Các anh chị có thể tư vấn cho bệnh nhân của mình, quay trở lại gặp bác sĩ điều trị. Tất cả những cái này chỉ được làm ở trong bệnh viện thôi, thậm chí các bệnh viện nhỏ còn không có cái zoledronic acid này để sử dụng nữa. Một cái nhóm nữa đó là cái calcitonin. Cái này được người ta sử dụng một cái chất chuyển hóa của vitamin D. Cái liệu pháp các chứng giống hormone. Cái này chúng ta sẽ thấy là gì? Hormone, ví dụ như estrogen, là yếu tố giúp mang canxi vào xương. Do vậy ở những phụ nữ ở trong giai đoạn mãn kinh, các bạn cho uống bao nhiêu canxi vào nó trôi tuột ra ngoài hết. Muốn nó được gắn vào xương thì người phụ nữ cần phải có thêm một thứ nữa, đó chính là estrogen. Người ta sẽ có cái raloxifen các anh chị để sử dụng, hoặc đơn giản là các anh chị bổ sung cái phytoestrogen, nó vừa an toàn hơn, hiệu quả hơn cho phụ nữ trong cái giai đoạn mãn kinh, thì canxi nó mới mang vào xương được, còn không là nó sẽ trôi tuột ra ngoài hết. Ngoài ra các anh chị sẽ thấy có một nhóm thuốc là thuốc có tác dụng kép là strontium ranelat. Cái này nó vừa ức chế sự hủy xương mà nó vừa tăng sự sinh xương nữa. Loại này thì tôi không có kinh nghiệm sử dụng lắm vì nhà thuốc tôi không có. Một hoạt chất nữa đó là vitamin K2. Thì người ta nói rằng là K2 nó sẽ giúp định hướng là mang canxi vào xương chứ ít mang canxi qua thành mạch. Cho nên là khi sử dụng thì sự có mặt của K2 nó sẽ làm cho định hướng cái canxi nó đi đúng hướng hơn, nó không đi vào thành mạch, nó làm sơ cứng thành mạch mà nó đi vào xương. Rồi trong thực tế thì sẽ có một nhóm cái thuốc làm gia tăng sự đồng hóa, các androgen đó các anh chị,
đề cao durabolin là những loại thuốc tiêm của công ty Rutsen sản xuất ở những thập niên, tôi nhớ là những thập niên 90 thì dùng nhiều loại này. Gần đây tôi thấy các bác sĩ ít có sử dụng. Tuy nhiên nó sẽ làm, nó gây nam hóa. Người đàn ông mà tiêm mấy cái này vào thì vú nó to lên, nó mọc lông ở ngực. Thành ra sau này có lẽ vì lý do đó mà người ta ít sử dụng cái thuốc làm tăng sự đồng hóa này. Cái này nó làm chống suy nhược, tăng cân rất là tốt các anh chị. Ở đây tôi xin có một cái câu chuyện bên lề khác. Đó là một cái góc nhìn về loãng xương theo y học cổ truyền. Thì chúng ta sẽ thấy này, xương chúng ta nó làm ra từ hai thành phần. Thứ nhất là các sợi collagen tiếp một, nó đang thành một cái mạng lưới. Sau đó chất khoáng là canxi, là phốt pho nó mới gắn lên, nó tạo ra cái khúc xương của chúng ta. Nếu các anh chị chỉ có chăm chăm mỗi cái việc là bổ sung cái chất khoáng là canxi không thì chúng ta sẽ bị phiến diện. Qua cái câu chuyện mà bệnh xương thủy tinh thì tôi mới nhìn cái căn bệnh loãng xương tới một cái góc nữa. Đó là chúng ta không chỉ bổ sung canxi mà chúng ta phải làm sao cho cái hệ sợi collagen tiếp 1 ở trong xương nó chắc lên. Các anh chị sẽ thấy là để tạo ra cái xương mới thì chúng ta cần phải tạo ra cái sợi collagen, rồi sau đó chúng ta phải gắn canxi vào để tạo ra một cái khúc xương nó vừa chắc vừa nặng, vừa chất lượng. Và trong thực tế thì chúng ta sẽ thấy là ở mọi người, ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc các bệnh về xương. Lý do là sau năm 25 tuổi, mỗi một năm các anh chị sẽ mất đi 1% cái sợi collagen trong cơ thể của mình. Và sau năm 25 tuổi chúng ta sẽ có khối lượng xương đỉnh, sẽ có cái xương chúng ta nó nằm ở đỉnh cao, cả về mặt khối lượng, cả về mặt thể tích, cả về mặt chất lượng của xương. Còn bắt đầu từ năm 25 trở đi là nó đã lão hóa dần đi rồi. Thì cái điều này tôi rút ra từ các em trẻ sơ sinh mà bị xương thủy tinh đó các anh chị. Cho lâu nay các anh chị nghe nói về bệnh xương thủy tinh này, các anh chị đâu bao giờ nghe ai nói về sợi collagen đúng không? Nhưng mà sau khi tìm hiểu về căn bệnh này thì tôi mới biết là bệnh xương thủy tinh là bệnh là đứa trẻ nó bị bệnh, nó không tạo ra được cái mạng collagen này hoàn hảo, gọi là bệnh xương bất toàn nên nó rất là dễ gãy. Căn bệnh này do gen gây ra, cho nên là thế giới không điều trị được. Thế giới không điều trị được, đứa trẻ bị xương thủy tinh sẽ gãy xương, sẽ chết, không đứa nào sống lâu được hết. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hiện giờ chúng ta đang điều trị thành công căn bệnh này nhờ một cái nghiên cứu có tên là cao xương cá sấu. Thì ở bên cơ sở cá sấu Hoa Cà đó, thì họ nuôi cá sấu xong da họ làm ví, làm đồ mỹ nghệ, thịt thì họ bán cho nhà hàng, còn cái xương họ đem họ nấu cao các anh chị. Và sau khi cho trẻ xương thủy tinh nó uống cái cao này thì xương nó chắc lại. Và trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho cái cơ sở cá sấu Hoa Cà này nghiên cứu về việc nấu cao đó. Các anh chị sẽ thấy là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đức thì là người nghiên cứu cái đề tài này, rồi các bác sĩ, các giáo sư ở chấn thương chỉnh hình, y học cổ truyền cùng góp sức nghiên cứu cái đề tài là nấu cao như thế nào, sau đó tạo thành chế phẩm như thế nào cho trẻ em sử dụng, trẻ xương thủy tinh sử dụng thế nào. Và trong những chuyến đi tới cái làng xương thủy tinh đó thì tôi đã thấy là các em bé sau một tháng sử dụng cao cá sấu này thì nó hết cái cơn đau, nó hết khóc, ăn được, xương nó chắc lại, và các đứa trẻ ấy đi học được các anh chị. Và thậm chí là có một bạn gái bị bệnh xương thủy tinh đã sinh được một đứa con. Như vậy là Việt Nam chúng ta đã điều trị thành công, và cái công trình này nó gây tiếng vang rất là lớn trên thế giới đó các anh chị, và nước ta người ta không làm được việc này đâu. Và qua công trình nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là cao xương cá sấu là một trong những chế phẩm đông dược tác động được tới cái hệ collagen của xương.
Và nếu chúng ta bổ sung thêm canxi vào nữa thì quá trình điều trị bệnh loãng xương sẽ vô cùng là đơn giản. Và để ủng hộ cho cái làn xương thủy tinh này thì ở nhà thuốc tôi thì tôi bán cái chế phẩm này rất rất là nhiều. Khi tôi kẹp cái cao xương cá sấu đa minh bôn đó với canxi thì người, đặc biệt là người phụ nữ lớn tuổi các anh chị, thêm một chút phytoestrogen vào nữa là xương chắc lại rất là lẹ. Thì sẽ có một cái chuyên đề khác, có lẽ là tôi sẽ mời ở bên cá sấu Hòa Cà họ tới, họ sẽ chia sẻ với lớp học mình sâu sắc hơn về cái đề tài này. Như vậy thông qua cái nghiên cứu này thì tôi có thể cho các anh chị một cái kết luận, đó là các loại cao xương, ví dụ như là cao xương cá sấu này, các bạn anh chị sẽ thấy là cao xương hổ, cao hổ cốt, cao ngựa bạch, cao rắn, thì nó có giá trị điều trị trong các căn bệnh xương khớp. Trong một chủ đề khác chúng ta sẽ nói nó ngày mai, trong cái chủ đề tái tạo xương khớp tôi sẽ nói chi tiết hơn về cái này cho các anh chị. Và trong cái loãng xương thì cuối cùng loãng xương là một cái bệnh có thể phòng ngừa được. Việc chúng ta cung cấp đầy đủ canxi, vitamin D và các dưỡng chất cho cơ thể. Dưỡng chất đó là gì? Đó là cao, cái collagen ở trong cao xương đó quý vị, rồi cái estrogen đó quý vị, nó là những cái chất cộng thêm quan trọng mà làm cho quá trình điều trị của chúng ta nó hữu hiệu hơn. Cho nếu chúng ta chỉ mỗi chăm chăm việc cung cấp canxi và D là không ổn đâu. Rồi chúng ta phải duy trì một chế độ vận động thường xuyên. Rồi chúng ta hạn chế một số thói quen như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, cà phê như lúc đầu chúng ta đã nói. Và khi bệnh nhân mà bị thiếu xương lại cộng thêm nhiều yếu tố nguy cơ. Alo. Tôi đang bận dạy học. Tôi đang bận dạy học, không có nói chuyện được. Như vậy là sau 30 phút tôi đã chia sẻ với các anh chị về cái đề tài loãng xương. Thì hy vọng là qua cái phần chia sẻ vừa rồi, các anh chị sẽ có một cái góc nhìn chính xác hơn và rộng mở hơn về căn bệnh loãng xương ở những người lớn tuổi. Còn bây giờ thì chúng ta lại đề cập tới một vấn đề cũng tương đối lý thú nữa, đó là trẻ em. Các bà mẹ bây giờ là rất là muốn nó tăng trưởng chiều cao tốt. Vậy thì chúng ta sẽ tư vấn tăng trưởng chiều cao như thế nào? Như các anh chị đã biết, canxi là một cái chất khoáng đa lượng của cơ thể chúng ta. Canxi trong cơ thể chúng ta là 99% nó tìm thấy ở trong bộ xương và răng. Còn 1% nó sẽ nằm ở trong máu các anh chị. Nó là một khoáng đa lượng. Cơ thể chúng ta không tự tổng hợp canxi được, nên bắt buộc chúng ta phải thu từ bên ngoài. Và nó là một ion vô cùng quan trọng, không chỉ cho xương mà cho mọi hoạt động sống của tế bào, trong cả việc dẫn truyền các loại tín hiệu. Ví dụ như là các anh chị sẽ thấy là trong việc tăng huyết áp, chúng ta cũng có hẳn một cái thuốc chặn cơn canxi, như chúng ta đã nói lúc nãy. Đây là nhu cầu canxi. Thôi cái này các chị tra trên mạng, các chị sẽ thấy. Chúng ta chẳng ghi nhớ nó để làm gì cho nó mệt. Rồi cái bảng này các anh chị sẽ gõ trên mạng thì lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được cả. Tôi không muốn các anh chị phải ngồi đi nhớ các con số này để làm gì. Cha mẹ các em bé sẽ nhớ giùm chúng ta. Ở đây tôi chỉ muốn cho các anh chị nhìn một cái biểu đồ. Ở trên đây chúng ta sẽ thấy là một người phụ nữ cần canxi vào lúc nào. Từ 0 tới 3 tuổi thì đây là cái giai đoạn mà đứa trẻ nó vừa mới sinh ra và chiều cao nó tăng rất là nhanh. Chiều cao trước 3 tuổi sẽ quyết định chiều cao lúc nó trưởng thành. Do vậy chúng ta phải đổ canxi vào đây cho nó nhiều. Rồi tới giai đoạn từ 4 tới 10 tuổi thì đây là giai đoạn chuẩn bị cho tiền dậy thì và dậy thì. Thì chúng ta cũng phải đổ canxi vào. Rồi tới giai đoạn từ 11 tới 15 tuổi thì đây là giai đoạn quan trọng nhất để gia tăng cái chiều cao. Đây là giai đoạn mà trẻ nó vượt chiều, nó tăng chiều cao vượt trội.
có thể một năm nó tăng lên 10-15 cm luôn. Tôi đã thấy có những đứa trẻ trong một năm nó tăng 10-15 cm trong cái lứa tuổi từ 11 tới 15 tuổi này. Rồi, giai đoạn từ 16 tới 25 thì sao? À, thì đây là giai đoạn mà những đứa bé gái nó tích lũy cái khối lượng xương để nó đạt cái khối lượng xương đỉnh. Khối lượng xương đỉnh này càng cao thì sau này nguy cơ loãng xương nó càng thấp. Đó như tôi đã nói lúc nãy rồi đó. À, còn giai đoạn 25, 26 tới 40 thì sao? Đây là giai đoạn người phụ nữ ở trong cái lứa tuổi sinh đẻ. À, có thể mang thai, có thể cho con bú. Nên là nhu cầu của họ cũng tăng cao. Còn giai đoạn từ 40 đến 60 thì sao? Đây là giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Lúc đó là bắt đầu xương nó loãng đi một cách mạnh mẽ. À, quá trình loãng xương diễn ra một cách mạnh mẽ. Do vậy, chúng ta lại cũng vẫn phải bổ sung canxi. Như vậy, chúng ta sẽ thấy là so với người đàn ông chúng tôi thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà người phụ nữ thì gần như họ cần canxi suốt cuộc đời. Và các anh chị sẽ thấy là một người phụ nữ Mỹ mở con mắt ra là uống canxi, mở con mắt ra là uống canxi. À, do vậy, sức khỏe họ rất tốt, chiều cao họ rất là tốt so với người Việt Nam chúng ta. À. Còn bây giờ tôi sẽ phân tích về cái giai đoạn mà nó người ta gọi là giai đoạn vàng, giai đoạn cuối cùng để giúp phát triển chiều cao. Đó là 2 năm trước và 2 năm sau của dạy thi, 4 năm. À, như vậy là một là người dẫn tới đứa bé tới tôi hỏi là anh Dương ơi giúp tôi tăng chiều cao cho đứa bé. Thì câu đầu tiên tôi phải hỏi là nó mấy tuổi. Rồi câu thứ hai là tôi hỏi nó dậy thì chưa. À, bởi vì cái tuổi dậy thì này nó không có giống nhau ở tất cả mọi đứa trẻ nhé các anh chị. Nên chúng ta có hỏi dậy thì chưa. Nếu nó dậy thì rồi, hỏi cách đây bao lâu? Nó cách đây 4 năm. Nói rồi, bỏ tay luôn. Giờ có tăng thì tăng được xíu xíu nữa thôi. À, còn nếu nó mới dậy thì là chúng ta còn 2 năm để làm ăn. À, lúc này là kéo lên nó dai 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 ra, ba mẹ nó mê dữ lắm. Còn nếu nó chưa dậy thì rất là ok. À, thì trong tư vấn các anh chị nên nắm được cái thời điểm, đó là thời điểm dậy thì để mà tư vấn cho nó chính xác. Trong cái tư vấn chiều cao thì các anh chị sẽ phải tư vấn một vấn đề nữa, đó là yếu tố nào làm cho đứa trẻ cao lên để chúng ta tác động vào, đúng không ạ? Thì các bác sĩ cho chúng ta biết nó có 4 yếu tố. Thứ nhất, yếu tố di truyền. Mẹ lùn, cha lùn chưa sao, vì nó chỉ chiếm có 23% thôi. À, nguy cơ con lùn là có, nhưng mà không sao. Yếu tố thứ hai, yếu tố dinh dưỡng, nó chiếm tới 32%. À, anh chị, yếu tố này yếu tố cao nhất này. Phải dinh dưỡng, phải đầy đủ dinh dưỡng. Các anh chị nghĩ là canxi không là không có đúng đâu. À, bởi vì bộ xương chúng ta, cấu trúc nó quan trọng nhất chính là collagen. À, do vậy, dinh dưỡng là đừng có nghĩ tới việc là chỉ có cái canxi không, phải là protein nữa. Rồi, yếu tố nữa đó là môi trường, đó là giấc ngủ. Đứa trẻ mới có bị stress đó các chị. Cha mẹ gây nhau mắng chửi con cái là nó cao không được, rồi nó không ngủ. À, đây là cái bệnh của các đứa trẻ bây giờ, thức cho khuya, xong là dậy cho trễ. Còn nếu đứa nào đang đi học là mất ngủ thì không cao được. Yếu tố này nó chiếm 16%. Một yếu tố chiếm 20% đó chính là rèn luyện. Chúng ta phải tư vấn cho nó tập các môn thể thao và phải chơi ngoài trời. Chơi ngoài trời nó mới có đề. Và chúng ta không nên chơi mấy môn như là tập tạ, tập gym, ha, mà chúng ta phải tập những môn mà nó có xu hướng là vươn lên. Ví dụ như bóng chuyền, ví dụ như bơi lội, ví dụ như bóng rổ, thì nó sẽ có ích cho chiều cao hơn là chúng ta đi tập điền kinh hay là tập tạ. Để đứa trẻ nó phát triển hoàn hảo, chúng ta hay tập mấy cái môn đó. Đây, người ta thấy là vận động nó sẽ giúp tăng chất khoáng trong xương và giúp tăng mật độ xương, như các anh chị nhìn thấy trên màn hình. À, bây giờ chúng ta sẽ coi những yếu tố ảnh hưởng lên sự hấp thu canxi. À, nãy giờ các anh chị sẽ thắc mắc với tôi là cho bệnh nhân uống cái canxi gì, đúng không? À, thì đầu tiên tôi sẽ nói về yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi trước cái đã. Các chất làm giảm hấp thu canxi đó là rượu, caffeine, thuốc lá, trà, ăn mặn,
nước uống có ga đều không có lợi. Rồi thuốc kháng H2, BBI không có lợi với sự hấp thu canxi. Còn chất làm tăng hấp thu canxi là cam chanh mấy cái gì? Acid citric á, nó sẽ tạo ra canxi citrat. Các bạn này. Rồi cái nồng độ acid trong ruột thì cái này chúng ta nói cho biết thôi, chứ còn nếu chúng ta làm cái uống cái BBI á, nó làm giảm nồng độ acid xuống là hấp thu nó giảm. Rồi bệnh nhân bị cắt dạ dày thôi thì khỏi bàn rồi. Rồi dịch tụy, dịch mật, vân vân. Thì đây là những yếu tố mà nó làm ảnh hưởng tới sự hấp thu canxi vào ruột. D thì như chúng ta đã nói rồi, không có D thì nó không thu hấp thu được canxi đâu. Ở đây tôi sẽ có một cái bảng. Bảng này không phải là guideline nha các chị. Bảng đây là một cái bảng mà tôi đánh giá các loại canxi trên thị trường dựa trên kinh nghiệm. Ở đây tôi sẽ không cho bằng phần trăm mà tôi chỉ đánh dấu bằng sao thôi. Sao có nghĩa là kinh nghiệm thôi. Thì chúng ta sẽ thấy là cái canxi mà phổ biến nhất trên thị trường chính là canxi carbonate. Đây là loại canxi có độ khả dụng sinh học kém nhất, 40%. Và tôi cho nó một sao. Tuy nhiên nếu các anh chị có canxi carbonate, nếu chúng ta dùng ở cái dạng mà viên nang mềm á, ở trong môi trường dầu á, nó sẽ giúp hấp thu canxi tốt hơn. Do vậy là canxi carbonate mà viên xốp reo nó sẽ tốt hơn cái này một tí. Kế tới là canxi phosphat hoặc canxi carbonate ở dưới dạng nano, nó sẽ được đánh giá là 2 sao, dễ hấp thụ hơn. Canxi gluconate cũng vậy, một canxi hữu cơ. Tuy nhiên là cái này thường là cái gluconate này nó làm cho canxi nguyên tố nó hàm lượng nó giảm xuống, thì chúng ta phải để ý tới một tí. Rồi canxi glucoheptonate thì nó được đánh giá là 3 sao. Và cái canxi bình thường mà các anh chị gặp ở trong các chế phẩm mà các anh chị nhìn thấy, canxi citrat được đánh giá là 4 sao với độ khả dụng sinh học của nó lên tới 70%. Và cuối cùng là cái canxi fromil, một cái canxi các anh chị này các anh chị sẽ nghe hơi lạ lạ bởi vì nó ít có trên thị trường, được đánh giá tới 5 sao. Cái canxi này anh chị nghe các bào chế thôi là các anh chị biết nó quý đến mức nào nha. Sữa bò, người ta đem, người ta ly tâm ra, người ta được lớp kem để làm phô mai, người ta được cái chất trắng đục tủa xuống dưới là sữa bột, và người ta còn lại một cái dịch trong trong, người ta đem, người ta độ cô đặc cái dịch đó lại, người ta được canxi fromil. Canxi này thành phần chủ yếu nó là canxi citrat kèm theo các khoáng chất. Thì cái này là cái canxi mà tôi đánh giá là quý nhất. Tôi đã có từng có dịp phân phối nó, nhưng mà trên thị trường bây giờ thì nó sẽ không có nhiều, bởi vì nguyên liệu của nó rất là đắt tiền. Bản thân cái canxi citrat cũng rất là đắt tiền rồi. Nên trên trong thị trường bây giờ thì canxi mà các chị sử dụng mà có độ khả dụng sinh học cao nhất hiện giờ đang là canxi citrat đó. Thì đây là một cái bảng mà tôi muốn các anh chị ghi nhớ để sau này các anh chị đánh giá các chế phẩm trong nhà thuốc của mình và tư vấn chính xác cho bệnh nhân. Sau này thì tôi thấy có một số các anh chị, các hãng người ta mang tới nhà thuốc tôi cái canxi từ thảo. Thì tôi chỉ hỏi bạn đó một cái từ thôi là cái canxi của bạn thành phần chính nó là cái gì, định tính nó là cái gì. Thì bạn có nói là canxi carbonate. Thì tôi nói là vậy thì tôi đánh giá nó không cao, không cao bằng canxi citrat. Nhưng cái canxi từ thảo đó nó sẽ tốt hơn cái canxi carbonate từ vỏ sò. Nhưng tôi không biết là đánh giá cho nó mấy sao hết. Ở đây tôi sẽ có cho các anh chị một cái công thức để chúng ta tham khảo, để đánh giá xem là một cái chế phẩm canxi như thế nào là tốt và sử dụng cho ai là tốt. Ví dụ trong một cái hộp thuốc này chúng ta sẽ nhìn thấy là canxi citrat 1200mg cho 2 viên nha. Vitamin D, magie, kẽm, đồng, boron, DHA. Trong cái việc mà hấp thu canxi á, nó sẽ cần có một số ion. Ví dụ như là phospho, đồng, kẽm và đặc biệt là boron. Thì các nhà khoa học cho tôi biết boron nó sẽ giúp
hấp thu và mang canxi vào xương tốt hơn. Còn DHA là một cái axit béo không no phụ thêm vào chế phẩm này. Như vậy các anh chị sẽ nhìn thấy cái này là một cái sản phẩm hướng tới tăng trưởng chiều cao và trí thông minh cho trẻ. Thì chúng ta sẽ nhìn vào một công thức như thế này để chúng ta đánh giá và chúng ta định hướng xem là chỉ định chính của nó sẽ là cái gì. Còn nếu các anh chị thấy canxi citrat cộng chung với isoflavonoid cộng chung với vitamin D3 thì các anh chị đánh giá chỉ định của nó là gì? Đó là một chế phẩm canxi dành cho phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh và tiền mãn kinh. Chế phẩm đó sử dụng cho đàn ông không có phù hợp. Rồi các anh chị sẽ tôi sẽ bỏ qua mấy cái yếu tố này. Có. Đây là một bài tôi làm ở trong các cái chương trình đào tạo kỹ năng bán thuốc cho các bạn học viên của tôi. Nên là tôi ghi chi tiết ra luôn. Đây là một chế phẩm nữa. Các anh chị sẽ nhìn thấy là đây là một cái ống uống. Nó chứa này canxi nano này, carbonate, vitamin K2, D, lysin, beta glucan là một hoạt chất kích thích cho tế bào sinh xương hoạt động. Các còn lợi khuẩn DHA. Đó, nhìn vào cái công thức này là các anh chị sẽ thấy là đây là một công thức dành cho cái gì ạ? Cho trẻ mà còi xương, suy dinh dưỡng. Thì chúng ta sẽ có một công thức như vậy cho nó rất là tốt. Đây là một công thức mà tôi tư vấn cho một công ty dược họ xây dựng để cung cấp cho trẻ còi xương. Đó, vừa rồi là một số cái chia sẻ của tôi về căn bệnh loạn xương cũng như là việc tư vấn tăng trưởng chiều cao cho trẻ. Bây giờ là 3:30, tôi đã xong cái phần chia sẻ của mình. Bây giờ các anh chị nào, học viên nào có ý kiến gì thì xin mời các anh chị có ở cửa sổ chat, chúng ta sẽ cùng nhau mạng đàm. Rồi, câu hỏi đầu tiên tới từ bạn Thùy Ngân, đó là triệu chứng đau lưng ở bệnh nhân loãng xương có vị trí cụ thể không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì cái cơn đau loãng xương thường là nó là cơn đau loang tả, không có vị trí cố định rõ ràng như là cơn đau ở khớp. Uống sữa và ăn các chế phẩm từ sữa có được coi là bổ sung canxi from milk không? Câu trả lời là có. Trong thực tiễn và trong cuộc sống của các nước phát triển thì sữa là một cái thực phẩm quan trọng nhất giúp tăng trưởng chiều cao. Một câu hỏi nữa đó là trên thị trường em thấy canxi sinh học nữa phát triển cùng nhiều thế hệ thì canxi đó thầy đánh giá như thế nào? Câu hỏi của bạn tôi không hiểu. Canxi sinh học nữa phát triển là gì thì tôi không hiểu. Rồi, người già hấp thu canxi kém vậy thì cho họ uống gì và uống bao lâu? Thì câu trả lời là các bạn phải cho họ uống những loại canxi có độ khả dụng sinh học cao và uống thường xuyên. Để tôi mở cái ô cửa sổ chat nó rộng ra cho tôi dễ nhìn cái. Mọi người chờ tôi xíu nha. Canxi thì người ta không nên dùng vào buổi chiều, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó cũng không phải là quá lớn đâu các anh chị. Với người mà mất ngủ thì chúng ta hơi sợ thôi. Rồi, một bé 4 tuổi thường xuyên kêu đau tay đau chân thì có bé có bị thiếu canxi hay không? Câu trả lời là có thể. Có thể. Và các bạn đem bé ra đi khám đi, chúng ta không có đoán không được. Còn câu hỏi là cao xương cá sấu có trị được bệnh viêm khớp không? Câu hỏi đó ngày mai tôi sẽ trả lời. Ngày mai chúng ta sẽ có cái bài nói đó là tư vấn tái tạo sụn khớp tại nhà thuốc. Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó.
Cho em hỏi, bổ sung canxi bằng vỏ trứng cút và trứng gà xay thành bột dùng chung với thức ăn có hấp thu được không? Các bạn là nào mà rảnh tới mức mà đi xay trứng gà với họ trứng gà đổ với thức ăn vậy? Thực ra thì cũng không phải là không được, nhưng cái đó là canxi carbonate rồi các bạn. Tôi lần đầu tiên tôi nghe về cái việc là đi xay vỏ. Để em tôi mở nó bự ra đi để tôi nhìn nó một cách toàn diện xem, lỡ tôi bỏ sót câu hỏi. Collagen bổ sung trong trường hợp này và collagen bổ sung trong đẹp da có khác nhau hay không? Câu trả lời đó ngày mai tôi sẽ trả lời các anh chị nha, vì cái đó là bí mật của bài nói chuyện ngày mai. Bây giờ nói ra là ngày mai nó lộ hết rồi. Câu trả lời là không giống nhau. Và trong bài chăm sóc da, tôi sẽ nói với các anh chị về collagen cho da như thế nào là tốt. Còn ngày hôm nay chúng ta nói về collagen cho xương như thế nào là tốt và collagen về khớp cho thế nào là tốt. Bệnh nhân nữ 65 tuổi chỉ cần chạm nhẹ vào là bị gãy. Như vậy, như đá trúng vào đầu võng là gãy. Nhiều lần như vậy có cách nào để khắc phục không? Thì bệnh nhân này các anh chị phải mang đi đo độ loãng xương, kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện, coi xem là cái việc hấp thu canxi có cái bệnh gì kèm theo hay không, đúng không? Còn về mặt tư vấn cho bệnh nhân này thì tôi nói là với bệnh nhân nữ 65 tuổi thì chúng ta về bổ sung này canxi này, cái cao xương cá sấu này và cái phytoestrogen là mới nhanh được. Nhưng mà để nhanh hơn nữa đó là các bạn có thể cho bệnh nhân này vào bệnh viện truyền một cái chai zoledronic acid, đảm bảo các bạn hiệu quả vô cùng. Rồi, thưa thầy, những bệnh nhân bị suy thận hay sỏi thận, sỏi niệu quản có cần lưu ý khi bổ sung canxi hay không? Thì các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng là cái việc mà canxi nó ứ động lại trong thận đó là do cơ địa. Chứ còn không phải là các anh chị cứ uống canxi vào trong máu là nó chạy hết vào trong thận thì nó tạo thành sỏi đâu. Cho nên là chúng ta phải ưu tiên cho việc loãng xương hơn là ưu tiên cho việc sỏi thận. Đứa trẻ bị lạnh tay chân và đổ mồ hôi nhiều có phải bị thiếu canxi không? Thì đứa trẻ bị tay chân lạnh và đổ mồ hôi nhiều á thì người ta nói là do rối loạn cái hệ thần kinh thực vật mà điều hành cái việc tiết ra mồ hôi. Và một trong những nguyên nhân làm cho dẫn thiền thần kinh nó kém đi, rồi nó làm nó không được chuẩn á, thì nó dẫn tới cái tình trạng đó. Cho nên trong việc điều trị thì người ta bổ sung thêm canxi để hỗ trợ, chứ không phải cứ uống canxi vào là nó hết độ mồ hôi tay mồ hôi chân đâu. Xong rồi phải thoát ra đây này, xong lúc được thì người lớn trên 50 tuổi không bổ sung canxi và glucosamine chung có hạn chế được loãng xương không? Bổ sung canxi và glucosamine chung là được, và bổ sung canxi là đã hạn chế loãng xương rồi. Nhưng nếu người đó là nữ thì các bạn sẽ thấy là chúng ta bổ sung mỗi canxi không là nó chưa phải là hoàn hảo ha. Trên thị trường em thấy các chế phẩm toàn là collagen type 2, vậy có đúng không thầy? Câu đó ngày mai tôi sẽ trả lời nha. Ngày mai tôi sẽ nói với anh chị rất nhiều về collagen type 2. Dạ, uống nhiều canxi có lo bị sỏi thận hay không? Câu đó tôi đã trả lời rồi. Canxi có dùng theo liệu trình một vài tháng không hay là mình dùng liên tục? Chúng ta có thể sử dụng liên tục, cũng có thể sử dụng cách quản. Trên thị trường có nhiều loại canxi thì canxi dạng ống nước có tốt hơn không? Câu trả lời là có. Dạng nước sẽ tốt hơn dạng hỗn dịch. Dạng hỗn dịch sẽ tốt hơn dạng viên nén. Sao nhiều câu hỏi quá vậy? Bổ sung cho trẻ canxi cho trẻ 3 tuổi hay mất ngủ, thời gian sử dụng kéo dài là bao lâu? Cái trẻ mà mất ngủ mà bổ sung canxi không thì cũng không xong đâu, các anh chị phải đem em bé nó đi khám thêm nữa nha. Xong bây giờ bọn em phải nhìn xuống đây. Cho em hỏi, cao xương cá sấu có dùng được cho bệnh nhân huyết áp tiểu đường không? Câu trả lời là được. Mà cái lo ngại của sử dụng cái cao xương cá sấu đó là một cái chất có bản chất là protein, nên là nó có thể gây dị ứng vậy thôi.
người thiếu canxi thì bổ sung liệu trình là bao lâu? À, như trên người phụ nữ là bổ sung suốt đời đó các bạn. Nam giới thì uống bữa nghỉ cũng được. Đối với việc bổ sung canxi cho trẻ em thì nên cho trẻ uống thời gian bao lâu thì nghỉ uống lại vậy? À, thì cô đã trả lời câu đó trong cái slide lúc nãy rồi đó. Chúng ta bổ sung liên tục luôn thì nó sẽ cao liên tục luôn. À, bổ sung canxi cho trẻ bằng việc cho trẻ uống canxi Gion. À, canxi Gion là người ta uống thay cho vitamin D các anh chị. Nếu người ta chuyển hóa được vitamin D thì cũng không cần canxi Gion đâu. Em cứ để dưới phòng đến lúc mà thầy cho hỏi trong công thức có nhiều ion đi chung với canxi có làm giảm hấp thu canxi không? À, cái hàm lượng của magie và các ion kia ở trong đó là rất thấp các bạn, cho nên là cũng không có sợ cạnh tranh đâu. Nếu các bạn uống magie bằng canxi, nó sẽ ưu tiên hấp thu magie, nhưng mà cái hàm lượng nó rất bé, nó chỉ là chất là gọi là tao gọi là yếu tố giúp mang canxi vào xương thôi. À, canxi truyền cũng được các anh chị, nhưng mà nó bất tiện. À, người thiếu canxi thì liệu trình bổ sung là bao lâu? Thì hồi nãy tôi đã có cái biểu đồ rồi đó. À, gần như là liên tục cho tới khi xương nó chắc lại. Rồi sau đó chúng ta có thể tháng uống tháng nghỉ cũng được. À, trẻ dưới 2 tuổi thì chắc chắn là nó cần rồi, các anh chị không cần phải hỏi. À, à, người sử dụng thường xuyên với người có độ thanh thải ở thận kém thì tích lũy trở thành sỏi không? Thì cái đó là cơ địa chứ không phải là do cái chức năng thận không đâu các anh chị. Người thiếu canxi thì lộ trình bổ sung là bao nhiêu? Các anh chị đều hỏi chung một câu hết. À, canxi citrate hiện giờ được đánh giá là tốt nhất trong các nhóm các anh chị. Cái thông số về canxi globionat và canxi lactobionat hiện giờ tôi chưa có, cho nên là tôi cũng không trả lời được. Nhưng mà theo đánh giá thì người ta vẫn hiện giờ ta vẫn đánh canxi citrate là tốt hơn. Còn hai chế phẩm kia thì tôi chưa có số liệu. À, canxi nano thì nó sẽ tốt hơn là canxi ở dạng không nano các bạn. À, còn mọi sự so sánh thì nó luôn luôn là khập khiễng á. Người ta phải đem hai cái cụ thể ra so sánh và làm cả một cuộc nghiên cứu mới được. Giai đoạn cuối tuổi dậy thì cần bổ sung lượng canxi là bao nhiêu? Các bạn tra trên mạng á, chúng ta sẽ bổ sung từ 500 cho tới 1.500mg mỗi ngày. À, à, đó, hồi nãy tôi có trả lời cái tảo á, là canxi lithothanium thì tôi chưa có cái thông tin về cái này, thành ra tôi không trả lời các bạn được. Được đăng ký mà. À, alendronate thì nó cũng có nhiều tác dụng phụ á, à, nên là chúng ta hãy để bác sĩ chỉ định cái đấy chứ chúng ta không phải là người chỉ định nha các anh chị. À, alendronate là một thuốc kê đơn rồi, à, nên là chúng ta sẽ thực hiện chỉ định của bác sĩ. Nếu thấy có tác dụng phụ thì chúng ta bắt bệnh nhân quay trở lại xin ý kiến bác sĩ là chúng ta sẽ sử dụng liệu trình tiếp theo như thế nào. À, cái liều collagen trong dự phòng và điều trị loãng xương thì các bạn hiện giờ nó chỉ có mỗi một chế phẩm cho cái đó thôi, và liều của nó sẽ ghi trên cái chai Diamond Bone. Các bạn có thể gõ cái từ đó lên thì các anh chị sẽ có liều dùng của nó. À, cái chế phẩm này do trường dược chúng ta nghiên cứu ra đó, trường dược Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu ra đó, thì các anh chị lấy cái hướng dẫn sử dụng ra, tôi không có nhớ chính xác, hình như là một ngày 2 lần, một lần 2 viên. Đó. Rồi, các bạn hỏi là những bệnh viện nào có truyền cái chất chống hủy xương như thầy dạy? Thì hiện giờ, theo tôi biết là trong các bệnh viện, ví dụ như là những bệnh viện mà tôi hay đưa bệnh nhân vào, ví dụ như là Chợ Rẫy nè, Đại học Y Dược này, thì việc truyền cái Zoleric là vô cùng đơn giản. Nhưng ở các bệnh viện tuyến huyện á, thì tôi không nhìn thấy chế phẩm đó. Và khi tôi gửi bệnh nhân tới thì họ nói là không có. À, và sau đó bệnh nhân phải chạy lên Chợ Rẫy để mua cái Zoleronic đó và đem về nhờ bệnh viện truyền giúp. À, cái Zoleronic acid đó, đó thì giá mà chúng ta đi mua, tôi đặt ở bên Novartis là 7,5 triệu cho một chai. Còn
Atlanta là hình như là 6 triệu rưỡi. Đó là giá giá mua đó các bạn. Rồi 4G luôn kìa. Ừ. Thì nó cái đèn. Rồi cao siêu cá sấu có trị được bệnh viêm khớp không? Ngày mai chúng ta trả lời nha. Cái máy này nó bắt được, bắt được wifi bên đây chạy phà, cái máy này nó không bắt được. À, các bạn kỹ thuật có tắt tiếng lớp học giúp tôi đi. À, các anh chị mở mở loa ra ồn quá. À, cái các anh chị nói là chia sẻ về cái liều lượng để sử dụng cái cao xương cá sấu, cái vitamin K và cái phytoestrogen thì nó có hết trên cái chế phẩm mà nó mang các anh chị. À, ví dụ như Bảo Xuân là một phytoestrogen thì chúng ta uống theo đúng cái liều của Bảo Xuân thôi. À, còn K thì thường người ta sẽ bỏ luôn vào trong cái canxi rồi, nên chúng ta không cần phải phải hỏi liều nữa. À, đó, các anh chị sẽ thấy còn cao xương cá sấu nó cũng có cái liều của nó, nên các anh chị cứ dở cái hộp thuốc lên là các anh chị sẽ có cái liều. À, thường xuyên bổ sung AD cho người trên 40 tuổi không có ảnh hưởng gì đâu các bạn. À, à, các bạn hỏi tôi là muốn đặt mua cao xương cá sấu thì các bạn gõ lên cá sấu hoa cà thì các bạn sẽ thấy cái đa bên bên đó và các bạn đặt mua được. À, bạn nào mua không được thì sau này cứ inbox tôi sẽ chuyển cái phương thức liên lạc của bên đó cho các bạn. À, tôi rất yêu mến các bé ở trong cái làng xương thủy tinh nên tôi rất là muốn hỗ trợ cho các bé ấy. Nhà thuốc của tôi bán cái đó vô cùng nhiều. À, rồi các bạn nói là bổ sung canxi mà nó cốt hóa xương sớm mà nó không cao lại là điều không khoa học. À, à, cái yếu tố mà làm cốt hóa xương là yếu tố nội tiết chứ không phải là canxi đâu. À, canxi loại nào dành cho người sỏi thận là tốt nhất thì không có loại nào mà dành cho người sỏi thận là tốt nhất hết đó các bạn. À, à, các bạn hỏi tôi là sản phẩm mà dành cho phụ nữ mãn kinh thì có lẽ là hình như các bạn không bán thuốc hay sao á, đúng không? Ở trong nhà thuốc chúng ta có vô số thứ. À, tôi thích nhất một chế phẩm có tên là Estrocam, một chế phẩm từ Mỹ. Rồi à, chế phẩm, tất cả chế phẩm như Bảo Xuân, Angela, à, Đào Hồng Đơn gì cũng được các bạn, không có nhất thiết. Rồi cái truyền Atlata hay là Zometa là một lần một chai luôn và một lần duy nhất trong năm. Rồi các bạn nào mà muốn thì sau này các bạn inbox với tôi ở trên nhóm Zalo các anh chị, hoặc là thôi tôi sẽ cho các anh chị số điện thoại của tôi để sau này có gì các anh chị muốn tư vấn. À, tôi sẽ cho các anh chị lớp học mình số điện thoại là 0985 202020. Rồi ai muốn cái gì thì cứ inbox với tôi nha, tôi sẽ hỗ trợ. Rồi có lẽ là bây giờ đã là gần 4 giờ rồi và tôi cũng khàn tiếng rồi, có lẽ là tôi xin kết thúc cái phần Q&A tại đây. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc, xin hẹn gặp lại mọi người vào lúc 13 giờ chiều ngày mai. Xin chào tất cả mọi người, ngày mai gặp lại nha các anh chị. Thank you.
Bây giờ xong rồi. Làm sao chứ? Đâu anh vô được nè. Bắt được con được hả? Ừ. Sao con lấy nó vô trong cái này không được? Em cứ chụp lên màn hình. Thì số có khéo để không được. Đó, vừa nghe, vừa nằm nghe, ông nghe mà ông có thấy anh không? Không thấy ông chửi dịch mẹ. Ban tổ chức là cái bài của ông ngày nay với ngày mai á, là ông cho cô hỏi nhiều rồi. Hướng dẫn cô là gì anh? Canxi. Ủa, anh có hiện lên trong ống ra nó tên á hả? Đấy. Anh chụp màn hình. Thì mà anh mở cái zoom được chứ. Tại vì cái Google của em á, hồi nãy giờ nó chụp chặt cái Google của em nó hồi bắt quạt rồi nó chỉ xong.